Xin chào các bạn thính giả đã đến kênh Truyện Đam Mỹ Tiểu Muội. Hôm nay Tiểu Muội gửi đến các bạn bộ truyện Gả cho ba của bạn trai cũ. Chương 11. Mặc dù không đủ ngầu khi phản kích bằng cách thể hiện sự yếu đuối như vậy, nhưng Quý Lam Xuyên đã thành công tạo dựng vai diễn Bạch Liên Hoa kinh điển trong lòng mọi người. Ở một khía cạnh nào đó, cậu thật sự rất hợp làm diễn viên chuyên nghiệp. Làn da nguyên chủ kiều lộn, dùng sức xoa một hồi cũng có thể tấy đỏ một mảnh. Nhìn thấy sự thật bày ngay trước mắt, Bạch Thời Niên cứng họng, nhất thời không rõ, rốt cuộc mình có làm đối phương bị thương hay không. Buông tay, tức giận thoát khỏi trói buộc của Triệu Trác. Bạch Thời Niên không muốn cùng hai người này dây dưa. Sớm biết như thế, y nên gọi cho A Hành, để đối phương chứng kiến bộ mặt thật cùng hành động phóng đãng của tiểu yêu tinh này. Tình địch mặt mũi xám xịt mà rời khỏi sân khấu. Quý Lam Xuyên cũng chuẩn bị kết thúc công việc mà về nhà. Đối với một màn diễn kịch hay như thế này, thật hy vọng Triệu Trác có thể nói cho Tần Trinh nghe. Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn. Trong nguyên tác Bạch Nguyệt Quang, quan hệ ba chồng con dâu của Tần Trinh cùng Bạch Thời Niên rất bình thường. Quán cà phê này cũng không phải là câu lạc bộ cao cấp. Hẳn là Bạch Thời Niên phái người theo dõi Quý Lam, cho nên mới đuổi theo nhanh như vậy. Nhân viên trong quán không biết Bạch Thiếu Gia là người nổi tiếng trong giới giàu có. Bọn họ chỉ biết, y là người bắt nạt tiểu mỹ nhân phá lệ đáng thương kia. Mắt thấy thiếu niên sắp đi, một nhân viên phục vụ vội vàng mang túi chườm đá ra. Triệu Trác tiến lên một bước, giơ tay ngăn cản thiếu niên, chúng ta nói chuyện một chút đi. Làm ơn, không thấy tiểu đáng thương đang bị thương sao? Hiện tại rất không thích hợp để bàn bạc công chuyện đi. Nói khẽ lời cảm ơn với nhân viên, Quý Lam Xuyên đem túi chườm đá đặt lên mu bàn tay, hợp đồng này tôi không có hứng thú. Anh Triệu vẫn là tìm người khác đi. Dường như là thực sự tức giận, thiếu niên không còn vẻ ôn hòa mềm mại vừa nãy nữa. Cậu mím chặt môi, ý tứ là không muốn cùng đối phương nói chuyện nữa. Tuy là nhân viên trực thuộc dưới trướng của Tần Trinh, nhưng Triệu Trác cũng thật sự là nhân viên của Strawberry Line. Vòng streamer cùng với giới giải trí cũng không kém nhiều lắm. Triệu Trác rõ ràng dùng thủ đoạn kín, lại không nghĩ tới, khiến cho thiếu niên hoài nghi. Cậu cùng Bạch Thiếu Gia có xích mích, từ trong mắt đối phương bắt được một tia cảnh giác, Triệu Trác giơ 5 ngón tay ra, nói thêm 5 phút nữa, sau đó hãy cân nhắc. Quý Lam Xuyên tò mò không biết Tần Trinh ra mệnh lệnh gì, cậu liền theo lời ngồi lại chỗ cũ. Dù sao quán cà phê là nơi công cộng, cậu cũng không muốn quấy nhiễu sự thanh tịnh của người khác. Đừng nhìn tôi như vậy, tốt xấu gì tôi cũng coi như một nửa người của giới giải trí. Vương Tử Dương cầm Bạch Thời Niên, không ai mà không biết. Gia cảnh tốt, bộ dáng đẹp, dù đi du học cũng có thể giành vinh quang về cho đất nước, bằng cách thông qua các cuộc thi. Hiện tại Internet phát triển như vậy, không phải chỉ có idol minh tinh mới được hâm mộ và săn đón. Đại khái là vì gương mặt này đi, nghe Triệu Trác giải thích qua, thiếu niên buông đề phòng cười khổ một tiếng, không ai sẽ thích đụng hàng. Huống chi là người như tôi. Đã thế, anh ta còn là bạn của A Hành, tôi. Lời còn chưa dứt, nhưng Triệu Trác đã hiểu ý đối phương. Trong lòng hắn thầm than Tần Tử Hành tạo nghiệt, nhưng ngoài miệng lại không quên ý đồ của chuyến này đến. Hành, là Tần Đại Thiếu Gia đúng không? Dương Dũng đã nói qua với tôi. Yên tâm, hôm nay tôi đến đây tìm cậu, tuyệt đối không liên quan gì đến Tần Thiếu. Như vậy đi, chuyện hợp đồng chúng ta để qua một bên. Đây là số WeChat của tôi, về sau tôi là người liên lạc trực tiếp với cậu. Yo, thật đúng là phái người đến giám thị mình nha. Tần Trinh không phải là bị nữ nhân họ Ngô kia ám toán đi. Sát thủ mỹ nữ mang theo ý đồ đến gì đó, đây đúng là văn phong bá tổng lưu hành mà. Trong đầu bổ não một bồn máu chó, Quý Lam Xuyên lưu số di động rồi cất máy đi. Cảm anh đã mời cà phê, bây giờ tôi có thể đi được chưa? Thật sự là không suy xét bản hợp đồng kia sao? Kỳ thật, công ty thường xuyên sẽ ra một số hậu đãi để tránh các streamer đi ăn máng khác. Ánh mắt chân thành tha thiết, Triệu Trác chưa từ bỏ ý định mà ngồi đó cố thuyết phục người ta. Thiên hạ này không có bữa cơm nào miễn phí cả. Buông túi đá trong tay ra, thiếu niên lễ phép gật đầu, anh Triệu, hẹn gặp lại. Nhìn bóng dáng thẳng tắp như cây trúc của thiếu niên, Triệu Trác yên lặng nhắn tin cho ông chủ nhà mình, xác nhận tư liệu không lầm, bước đầu tôi đã nhận được tín nhiệm của đối phương. Đừng một chút, hắn liếc túi chườm đá bên cạnh, lại nhìn không được mà tiếp tục gửi tin. Ngoài ra, cậu ta cùng Bạch Thời Niên ngẫu nhiên gặp mặt, xảy ra tranh chấp, hình như là mu bàn tay trái bị thương. Tranh chấp, nhìn tin nhắn cấp dưới gửi qua,
nam nhân đang phê chữa văn kiện cười lạnh một tiếng. Đừng nói là gây chuyện, nho con nhát gan này, chọc một cái là té ngã, rồi không có tiền đồ mà khóc né lên. Nếu không phải vì Quý Lam Xuyên có chút bản lĩnh đoán mệnh, hắn mới không vì lo lắng mà đi làm cái chuyện không đâu này đâu. À thế à, thiếu niên hồn nhiên không biết mình bị Tần Trinh cho vào một danh sách cần theo dõi. Quý Lam Xuyên tiếp tục bắt xe đi về nhà. Nhân viên bảo vệ gác cổng nhìn thấy cậu đi từ trên xe taxi xuống, biểu tình trên mặt thập phần vi diệu. Sờ lên vệt đỏ ở mu bàn tay sắp biến mất, đánh giá của Quý Lam Xuyên đối với Bạch Thời Niên cũng thay đổi. Hận ý trong mắt đối phương không phải là giả bộ, xem ra trong nguyên tác cũng không có miêu tả cảnh sinh hoạt sau kết hôn. Mà cố nhân, nguyên chủ này hẳn là vấn đề lớn nhất của bọn họ. Đã sớm nói, nam nhân Tần Tử Hành này là không chấp nhận được. Vô luận là ai thay thế ai, hắn cũng chẳng để tâm người trong lòng ngực là ai lắm. Bởi vậy, chấp niệm của nguyên chủ không phải là hành động theo cảm tình. Chỉ yêu mà không lấy được, mới có thể làm cho đối phương vĩnh viễn nhớ tới Quý Lam. Điều đáng ăn mừng duy nhất chính là, Bạch Thời Niên không gây ra hiệu ứng cánh bướm gì trong nguyên tác. Thứ nhất, y vốn là thằng nam, hơn 20 năm, không thể dễ dàng cong queo ngay được. Thứ hai, cho dù Bạch Thời Niên trọng sinh, y cũng không bao giờ biết tới, đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết. Vì vậy, để đảm bảo ưu thế, tiên tri, của mình, Bạch Thời Niên sẽ cố gắng giữ nguyên mọi thứ trong cốt truyện. Ai ra, Quý thiếu gia, cậu đi đâu về vậy? Trải qua mấy ngày ở chung, quan hệ giữa Tiểu Vương cùng Quý Lam Xuyên trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Lúc này, nhìn thấy người từ bên ngoài trở về, hắn vội vàng đặt bình tưới hoa xuống chào hỏi. Trời nắng nóng như thế này, sao cậu ra ngoài mà không đem theo dù? Một đại nam nhân mà cầm cây dù che nắng thì không phải rất kỳ quái sao? Nghĩ đến thói quen sinh hoạt chăm chút của nguyên chủ, khóe miệng Quý Lam Xuyên giật giật, sao anh lại ở đây, Tôn bá đâu? Tuy nhà cũ Tần gia rất lớn, nhưng trừ người dọn vệ sinh tới quét tước đúng giờ, thì chỉ còn lại bốn người là quản gia, tiểu vương, trương mụ và Tôn bá. Trong đó, quản gia là người có địa vị cao nhất, ngay cả Tần Trinh cũng gọi ông một tiếng trịnh thúc. Còn Tôn bá là người làm vườn, ngày thường cũng đều là một mình bác ấy chăm sóc hoa cỏ. Không nghĩ rằng hôm nay lại đổi thành tiểu vương. Tôn bá lớn tuổi, tôi sợ bác ấy bị cảm nắng, cho nên làm thay. Tiểu vương gãi gãi đầu, lại thúc giục nói, mau vào nhà đi. Nhìn xem, cậu đã phơi nắng thành cái dạng gì rồi kìa. Phơi thành cái dạng gì? Trong đầu nghĩ đến chuyện này, Quý Lam Xuyên một đường thất thần đi vào nhà. Sau khi trở về phòng soi gương, cậu mới phát hiện mình đã thành con tôm luộc. Nguyên chủ không hay đổ ra mồ hôi, Quý Lam Xuyên cũng không cảm thấy nóng. Lúc cảm nhận trên mặt hơi đau đau, cậu mới bay nhanh đi tìm mặt nạ đắp lên. Thân thể là cách mạng tiền vốn, cậu còn phải dùng gương mặt này để soát hảo cảm với Tần Tử Hành đó. Một bên than thở một bên chiến đấu, Quý Lam Xuyên lấy một miếng mặt nạ ra, thuần thục đắp lên mặt. Từ khi đến thế này, cậu càng ngày có kinh nghiệm chăm sóc sắc đẹp. Hình như là thứ này càng đắp lạnh lâu thì càng có hiệu quả, Quý Lam Xuyên liền lon ton đi xuống lầu mở tủ lạnh. Dù sao lúc cậu lên phòng thì cũng không thấy quản gia cùng Tôn bá ở phòng khách. Cậu cũng không cần lo lắng về chiếc mặt nạ này dọa người khác. Vì thế, Tần Tam gia thật vất vả mới hoàn thành công việc trước khi tan tầm, vừa vào cửa liền chú ý tới một bóng dáng lén lút trong phòng bếp. Đem công văn cùng áo khoác giao cho Trịnh Thúc, Tần Trinh nới lỏng cà vạt đi vào bếp. Quý Lam, không phải nói là bị Bạch Thời Niên khi dễ sao? Lúc này cơ nhiên không trốn ở trong phòng khóc, xoay người hoảng sợ như con thỏ, thiếu niên đắp mặt nạ giấy chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoe. Cậu xê dịch thân mình, tay chân nhẹ nhàng mà đóng tủ lạnh lại. Tam gia, tốt xấu gì cũng sống 30 mấy năm, Tần Trinh đương nhiên biết mặt nạ là thứ gì. Trừ những người có nghề nghiệp như người mẫu ngôi sao mới yêu cầu. Còn lại, hắn chưa từng thấy nam nhân nào đem nó đắp lên mặt mình. Đặc biệt là ở Tần gia, nổi tiếng nghiêm túc và mạnh mẽ. Khụ, vì để đánh vỡ tình huống xấu hổ này, Quý Lam Xuyên nhanh chóng tìm đề tài rời đi. Sao hôm nay Tam gia về nhà sớm như vậy? Tổ sư gia tại thượng, tuy rằng đề tài này có chút quá mức và thẳng thừng, nhưng Quý Lam Xuyên thật sự không có cách nào khác. Không thể vừa mở tủ lạnh vừa nói với Tần Trinh là, ngài có muốn ăn một miếng không? Nếu mà làm như vậy, cậu tuyệt đối sẽ bị nam nhân lòng dạ hẹp hòi này đá văng ra khỏi cửa. Đáng tiếc, Quý làm đẹp đã quên, mặt nạ giấy có tính chất dính rất bình thường. Cậu vừa mới cười như vậy,
chiếc mặt nạ đen đùi lập tức lung lay rơi xuống đất. Càng ngu ngốc hơn, nhìn thấy làn da thiếu niên đỏ hơn ngày thường rất nhiều, Tần Trinh giơ tay xoa xoa mày giữa, mặt cậu bị làm sao vậy? Không phải là vừa ra ngoài ký hợp đồng sao? Người này như thế nào mà đem chính mình thành bộ dạng thảm như vậy? Bị người đánh lại khóc, nào có giống người Tần gia bọn họ một chút gì? Cháu ra cửa không mang theo dù, nên bị cháy nắng. Nhẹ nhàng đáp một câu, thiếu niên ngồi xổm xuống nhặt mặt nạ dưới đất lên. Từ góc độ của Tần Trinh cúi đầu xuống, vừa lúc có thể thấy rõ cần cổ sau gáy trắng như tuyết của đối phương. Không phải là muốn sống cả đời với bạn trai sao? Tần Tử Hành chăm sóc người như thế nào vậy? Thiếu niên đáng thương hề hề mà cầm mặt nạ đứng ở một bên, bộ dáng cụp đuôi ủ rũ của cậu giống như là tiểu hài tử phạm sai lầm. Tần Trinh thật sự vô pháp mà liên hệ đối phương cùng đại sư huyền học lại với nhau. Hắn thấp giọng răn dậy, bẩn rồi còn cầm làm cái gì? Nhanh chóng vứt nó đi. Vâng, héo hon mà đáp một tiếng, Quý Lam Xuyên càng cúi thấp đầu hơn. Cũng may người xuất hiện không phải là Tần Tử Hành, bằng không, với bộ dạng xấu thế này, khẳng định là đánh rất hảo cảm đi. Không đợi cậu nghĩ cách thoát thân khỏi đây, trước mặt Quý Lam Xuyên, đột nhiên xuất hiện một tấm danh thiếp. Số điện thoại tài xế, về sau ra cửa thì gọi hắn đến đón cậu, đem danh thiếp nhét vào tay đối phương, Tần Trinh cất bút lại, rồi xoay người rời đi. Bởi vì không tìm thấy giấy nốt, nam nhân dứt khoát lấy danh thiếp cá nhân của mình ra và viết trên đó một chuỗi con số rồng bay phượng múa ở mặt sau. Cầm trên tay tờ giấy nhỏ đẹp đẽ, Quý Lam Xuyên bỗng cảm thấy, kỳ thật, Tần Tam gia rất tinh tế, ôn nhu và là kiểu người miệng dao găm, tâm đậu hũ. Với tiền đề là, hắn không động kinh bổ não. Chương 12. Tần Trinh đem công ty con thuộc tập đoàn Tần Thị, ném cho Tần Tử Hành rèn luyện. Cho nên thời gian tan tầm của hai người khác nhau. Chờ vệt đỏ trên mặt hoàn toàn biến mất, Quý Lam Xuyên cũng hoàn thành xong hai nhiệm vụ là Livestream và rèn luyện. Đến lúc ăn cơm chiều, cậu mới nhìn thấy Tần Tử Hành trên bàn cơm. Không biết là có phải ở công ty có chuyện gì hay không. Quý Lam Xuyên cảm thấy trên người đối phương đè nén một cỗ hỏa khí. Bất quá, có Tần Trinh ngồi ở chủ vị trấn tràng, bữa cơm này coi như là sóng êm biển lặng qua đi. Thẳng đến khi Tần Trinh lên lầu, Quý Lam Xuyên ngồi ăn hoa quả xem tivi. Tần Tử Hành nghẹn một bụng lời nói, ngồi xuống ghế sofa hỏi, hôm nay em đi đâu? Em đi gặp bạn một chút, tựa hồ như không phát giác bầu không khí có gì không đúng, thiếu niên cười cười đưa miếng táo qua, anh ăn thử xem. Táo hôm nay rất, từ, ngọt, còn chưa nói xong, thiếu niên liền thấy người yêu cự tuyệt. Tần Tử Hành nghiêng đầu, đôi mày nhăn lại gắt gao. Tốn công phu như vậy mà miếng táo vẫn rơi lạch cạch xuống đất. Là người quản lý mới mà công ty an bài cho em. Giấu đi lạnh lẽo trong mắt, Quý Lam Xuyên rút ra một tờ giấy, nghiêm túc nhặt miếng táo dưới đất lên. Dương ca gần đây rất bận, không thể tiếp tục mang em nữa. Biết Tần Tử Hành nói cái gì, nhưng Quý Lam Xuyên cố tình không nói. Cậu nhấp nhấp khóe miệng, làm ra bộ dáng có chút bi thương khó hiểu. Nghe đến đó, Tần Tử Hành không khỏi có chút bối rối. Hôm nay hắn nghe được tin tức từ Lê Phong, nói là tình cũ và người mới của hắn va chạm. Tầm Tử Hành biết Bạch Thời Niên làm người như thế nào, tự nhiên sẽ nghĩ Quý Lam Xuyên là người thiếu kiên nhẫn đi khiêu khích trước. Hắn từ trước tới nay, thích nhất là được người khác khen là săn sóc và lịch thiệp. Hiện giờ, lại bị Lê Phong cười như vậy, trên mặt Tần Tử Hành rõ ràng có chút tức giận. Dường như phát giác nam nhân không được tự nhiên, thiếu niên nhẹ giọng hỏi, là bởi vì Bạch Thiếu ra sao? Anh, theo thói quen muốn tìm lý do có lệ cho qua, nhưng nhìn đôi mắt trong trẻo của thiếu niên. Hắn một câu nói dối cũng không thốt ra được. Thực xin lỗi, Tần đại thiếu gia cao ngạo nhẹ giọng xin lỗi. Lần đầu tiên cúi đầu trước, Quý Lam. Xin lỗi, giống như là đối phương đem đầy rớt miếng táo kia, thiếu niên cũng đẩy người yêu muốn ôm ra. Cậu đứng lên, nhẹ nhàng đặt miếng táo đã bọc giấy bỏ xuống bàn, em muốn ở một mình. Nhìn theo bóng dáng thiếu niên lên lầu. Trong lòng Tần Tử Hành cũng có chút tức giận. Ngoại trừ thời niên, hắn cũng chưa từng ăn nói khép lép dỗ dành ai bao giờ. Không nghĩ tới, Quý Lam vẫn luôn tốt tính, cư nhiên lần này hắn nói gì cũng không chịu cảm kích. Vừa lúc có âm báo WeChat nhắc nhở, Tần Tử Hành nhìn thoáng qua di động, rồi cầm áo khoác liền đi ngoài. Quý Lam Xuyên đang tránh ở lầu 2 quan sát, đoán cũng khỏi cần đoán, chắc chắn là Bạch Thời Niên. Đi nha, cô cô cái khăn tay nhỏ trong đầu. Quý Lam Xuyên tỏ vẻ rất bình tĩnh, xa thơm gần thối.
Đối phó với loại người như Tần Tử Hành, cần phải làm cho hắn treo cổ trên một cái cây mới được. Bộ dáng nguyên chủ cao giáo xinh đẹp, muốn dạng nam nhân mà nào chả có. Nhưng bởi vì gia thế chênh lệch, tình yêu của hắn đối với Tần Tử Hành quá mức hèn mọn. Được sủng ái không đến 2 tháng, Quý Lam liền bị đối phương một chân đá văng. Còn có Bạch Thời Niên nữa, uổng một đời sống lại, mắt đúng bị chó gặm hay sao mà không nhìn thấu bản chất của Tần Tử Hành. Làm ông cụ non mà cảm khái một câu, Quý Lam Xuyên cực kỳ cao hứng vì mình không phải mỗi ngày diễn kịch cùng cha nam. Chờ Tần Tử Hành cùng Bạch Thời Niên phát sinh cọ sát, không cần cậu gọi, đối phương tự động sẽ nhớ tới cậu. Cho nên nói, đàn ông vẫn nên lấy sự nghiệp làm trọng. Ở trong mắt người ngoài, Tiểu Bạch kiềm dựa vào người khác nuôi sống, căn bản là không có tư cách nói chuyện chân ái. Nghĩ đến đây, Quý Lam Xuyên liền đi về phòng, lấy danh thiếp của Tần Trinh cất trong ngăn kéo ra. Cậu nhắn cho đối phương một tin, xin chào Tam gia, cháu là Quý Lam, cảm ơn ngài về chuyện tài xế. Về miếng đất thành Tây kia, cháu có một số việc muốn nói với ngài. Không sai, bệnh nghề nghiệp lên cơn. Sau khi nghe tin tức về miếng đất thành Tây, Quý Lam Xuyên theo thói quen mà thu thập tài liệu. Kiếp trước, cậu thường xem phong thủy cát hung về địa ốc, đất đai. Cho nên, mấy cái việc này, quả thực dễ như trở bàn tay. Nguyên bản cậu tính, còn muốn chậm rãi chơi đùa cùng Tần Tử Hành. Nhưng sau khi hắn tiếp xúc thụ chính sau trọng sinh, cậu càng biết rõ mức độ cặn bã của cha nam này. Nếu hắn muốn chơi, cậu sẵn sàng phụng bồi, khiến cho hắn nhìn được nhưng không với tới được. Vội vàng nịnh bợ không thú vị gì cả, vẫn là chờ Tần Tử Hành quay đầu lại theo đuổi mới sảng khoái hơn. Nhờ cơn hỉ nộ vô thường tối nay Tần Tử Hành ban tặng, Quý Lam Xuyên không cần phải đi nắm bắt tâm tư hắn. Mà cốt truyện thì vẫn phải tiếp tục, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không thêm cho mình vai diễn đi lấy lòng đối phương. Tinh, di động trên bàn kêu một tiếng, Quý Lam Xuyên vuốt màn mở mã khóa. Quả nhiên, nhận được tin nhắn rất có phong cách của Tần Trinh, thư phòng. Nhẹ nhàng huýt sáo một tiếng, Quý Lam Xuyên liền biết sẽ có kết quả như thế này. Từ lúc, hắn phái Triệu Trác chủ động tiếp cận cậu đến bây giờ, ít nhiều gì Tần Trinh cũng có hứng thú với bản lĩnh của cậu. Quý Lam Xuyên nhìn mình qua màn hình di động, rồi sửa lại biểu hiện không thích hợp trên mặt. Sau đó đi tới gõ cửa thư phòng, nhoáng cái biến thành bộ dạng Quý Lam mềm mại. Nhưng điều làm Quý Lam Xuyên ngoài ý muốn chính là, Tần Trinh ngồi ở bàn làm việc. Mở miệng hỏi câu đầu tiên cư nhiên là vấn đề tình cảm của trai cậu cùng Tần Tử Hành cãi nhau. Tuy là hỏi, nhưng ngữ khi nam nhân lại rất khẳng định. Quý Lam Xuyên mở to hai mắt, vô cùng hoài nghi đối phương có gắn máy theo dõi dưới nhà. Có chút xích mích hả? Biết không thể che giấu, thiếu niên nhẹ giọng giải thích. Lúc Trịnh Thúc mang cà phê lên đã nói cho hắn biết, thấy thiếu niên ngoan ngoãn thừa nhận, Tần Trinh cũng không muốn đánh giá nhiều về tình cảm của tiểu bối. Hắn khép máy tính lại, tùy ý dựa lưng vào ghế, muốn nói gì thì nói đi, cậu chỉ có 5 phút. Miếng đất thành Tây kia có vấn đề. Quý Lam Xuyên đi thẳng vào vấn đề, nói ra kết luận của bản thân. Đối với ánh mắt nghi ngờ của Tần Trinh, cậu cũng không có tránh né mà đón nhận, gần đây cháu có xem sách về phong thủy. Lúc tụ hội có nghe Dương Thiếu nói về mảnh đất thành Tây, nhất thời tò mò lên đã đi tra xét tư liệu. Khó có thể thấy được đối phương dám trực tiếp cùng mình đối mắt. Tần Trinh cũng không vì dũng khí trong mắt thiếu niên mà dao động, giá trị kinh tế mấy chục triệu đô, tôi dựa vào cái gì mà phải tin cậu. Đường đường là tập đoàn lớn Tần Thị, cư nhiên lại vì huyền học mà từ bỏ một mảnh đất có rất nhiều người coi trọng. Lời này để người ngoài nghe được, không khéo lại làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng Quý Lam Xuyên đã quen với mấy loại nghi ngờ này rồi. Nếu Tần Trinh đáp ứng luôn, cậu mới cảm thấy đầu óc đối phương có vấn đề. Lấy lại bình tĩnh. Cậu tận lực giải thích ngắn gọn cho Tần Trinh nghe, núi sông bao quanh, âm dương bao bọc, suối nước phân lưu, phong cảnh tiềm ẩn. Đất thành Tây đúng là khối phong thủy bảo địa, nhưng lại không thích hợp bị người khai phá xây dựng khu biệt thự. Liếc mắt nhìn đồng hồ cát đang chậm rãi giảm xuống, Tần Trinh lời ít mà ý nhiều, nguyên nhân. Bởi vì ở phía dưới là tòa đế vương lăng, lời vừa nói ra, cả thư phòng rơi vào cảnh yên tĩnh. Nói thật. Ở lần đầu tiên Quý Lam Xuyên xem ra kết quả này, chính bản thân cũng không dám tin tưởng mấy. Nhưng bởi vì núi là lăng tẩm, trong núi có vương khí, trong góc quay video, cậu còn nhìn thấy mây tía của thiên gia mà người khác không thể thấy được. Mà dựa theo quy định hiện hành của Z Quốc, nếu trong quá trình thi công phát hiện được di tích văn hóa, đơn vị thi công không những phải dừng ngay công việc để bảo vệ di tích,
mà còn không được yêu cầu bồi thường thiệt hại do chậm tiến độ thi công. Một tòa đế vương lăng sẽ có bao nhiêu văn vật chờ khảo sát khai quật? Tinh sơ cũng phải từ 3 năm đến 6 năm, miếng đất này mới hoàn toàn trở thành phế thải. Sau 10 giây nghẹt thở, Tần Trinh cuối cùng lên tiếng đánh vỡ cục diện bế tắc, cậu cho rằng, những chuyên gia đi thăm dò địa chất đều là làm cảnh. Càng ít sai sót, giá thầu càng cao, có người muốn sốt ruột kiếm tiền, đương nhiên sẽ không điều tra kỹ càng tỉ mỉ. Quý Lam Xuyên thấp giọng phản bác, tận lực không làm ra vẻ quá cường thế. Cậu tin tưởng Tần Trinh là người thông minh, thêm chút gợi ý là có thể minh bạch ý tứ của cậu, Tam gia, ngài đã giúp cháu 2 lần. Cháu chỉ là không muốn ngài vô duyên vô cớ gặp tổn thất. Không biết là bị câu nói nào làm cho vừa lòng, mặt Tần Trinh hòa hoãn một chút, tôi dựa vào cái gì mà phải tin tưởng cậu. Sớm đã đoán trước được, Quý Lam Xuyên liền nói, cháu có thể dẫn ngài đi xem. Nhìn cái gì, long khí, thấy thiếu niên son sắt lời thề mà nói mê sảng, Tần Trinh cũng không biết mình bị cái gì mà không đuổi đối phương ra ngoài. Hắn thừa thận việc Quý Lam Xuyên biết đoán mệnh đã khiến cho mình chú ý, nhưng liếc mắt một cái mà có thể nhìn ra được lăng mộ ngầm này, huyền huyễn đến mức làm người ta không thể tin được. Tam gia không tin, cháu thật sự có biện pháp giúp ngài xem thấy. Mắt phượng sáng ngời, thiếu niên có chút kích động, trong lời nói cũng vô tình mang theo một chút ủy khuất. Đưa ba ngón tay lên, Quý Lam Xuyên thề, nếu là nói dối, ngay lập tức cháu sẽ dọn ra khỏi Tần gia. Cuốn gói chạy lấy người, cái đánh cực này đủ lớn đi, tiểu gia ta cũng không tin là ngươi sẽ không dao động. Bất động thanh sắc mà che đậy dao động dưới đáy mắt, Tần Trinh đột ngột chuyển đề tài, không phải cậu muốn nghiêm túc làm việc sao? Vì sao lại cả ngày nghiên cứu cái này? Bởi vì cháu muốn làm ít chuyện cho Tần gia. Với lời tỏ tình mờ mịt với Tần Tử Hành, Quý Lam Xuyên sẽ không ngu ngốc mà nói ra ý đồ chân thật. Livestream trên mạng chỉ kiếm được lợi nhỏ. Nếu có thể nương nhờ danh khí Tần gia, cậu sẽ rất nhanh mà phát triển sự nghiệp của mình. Hơn nữa, nếu có các vê lớn của mọi tầng lớp đánh giá tốt, cậu tin chắc rằng, mức độ nổi tiếng của phòng phát sóng trực tiếp Vân Lam sẽ cấp tốc thăng nhanh. Nghĩ tới nhân sinh sau này cơm ngon rượu say, nụ cười trên mặt Quý Lam Xuyên càng thêm chân thật. Nhưng dừng ở trong mắt Tần Trinh, đây chính là muốn kéo dài tình cảm với Tần Tử Hành. Cái gì hỗ trợ, cái gì cảm ơn, nói đến nói đi, nhóc con này vẫn là muốn cùng Bạch Thời Niên tranh một hơi. Tự ti với kẻ địch, cho nên muốn dùng một thân bản lĩnh để muôn đăng hộ đối với Tần Tử Hành. Cười nhạo sự ngây ngô của tuổi trẻ, Tần Trinh lạnh lùng ra lệnh đuổi khách, hết 5 phút, cậu có thể đi ra ngoài. Đang êm đẹp, người này như thế nào mà lại sinh khí vậy? Quý Lam Xuyên đứng im không nhúc nhích, vẫn chưa từ bỏ ý định, thế mảnh đất thành tây. Chịu không nổi vẻ mặt đáng thương cùng chờ mong giống như thú con của thiếu niên, Tần Trinh nhắm mắt xoa mi, 6 giờ tối mai, đợi tôi ở cửa. Chỉ cần lái xe đi xem xét một vòng, nếu có mai phục, hắn sẽ lột ra con thỏ này trước tiên. Cảm ơn Tam gia, hoàn toàn không phát hiện ra ý tưởng nguy hiểm của nam nhân, ánh mắt thiếu niên sáng ngời, hứng phấn nhảy nhót mà cảm ơn. Không đợi Tần Trinh nói cái gì nữa, cậu liền tự giác nhanh nhẹn lui ra ngoài. Vừa mới nói ra một từ, cậu, Tần Trinh, tốt lắm, ở bên nhau lâu như vậy, Tần Tử Hành như thế nào mà không bị ánh mắt ngu xuẩn này làm cho tức chết. Tác giật có lời muốn nói, được rồi, bắt đầu từ chương này, Tiểu Lam Lam cùng Tần Tử Hành xa cách. Ngược lại là cùng Tam gia bồi dưỡng tình cảm nha. Nhưng mà gã cha nam kia sẽ không ngoan ngoãn mà chỉ cần một mình thụ chính đâu. Chương 13 sau khi thành công nhận được lời hứa hẹn từ Tần Trinh. Tảng đá lớn trong lòng Quý Lam Xuyên cũng buông được một nửa. Đêm qua Tần Tử Hành không có về nhà, thậm chí bữa cơm sáng nay cũng không có mặt. Rõ ràng trong lòng bình yên một mảnh. Nhưng Quý Lam Xuyên lại cố tình bày ra một bộ dáng thương tâm trước mặt Tần Trinh. Không thể thoải mái ăn bữa sáng ngon lành, Quý diễn xuất chỉ có thể nuốt nước mắt chua xót vào trong lòng. Diễn nguyên một bộ kịch, miễn cưỡng cười vui, cho nên trong lúc livestream, tất cả các fan đều nhìn ra tâm trạng cậu không thích hợp. Thật vất vả chịu đựng một ngày, thương tâm, thời gian vừa điểm 18 giờ, Quý Lam Xuyên liền ra cửa đứng chờ Tần Trinh. Tài xế là người đàn ông trung niên hàm hậu. Đối với hàng ghế trước có bóng ma, cho nên Quý Lam Xuyên theo bản năng mà đi mở cửa sau. Mà Tần Tam gia một thân chính trang đã ngồi ở trên ghế, giờ phút này khí thế 10 phần mà trừng mắt cậu. Giống như là pháo trúc tùy thời phát nổ vậy, âm thầm cười trộm một chút, Quý Lam Xuyên nhẹ giọng nói, Tam gia. Đại nhân vật hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút cổ quái, cậu lại không phải thật sự mảnh mai,
đi lên ngồi hàng ghế phía trước cũng không có vấn đề gì. Thấy người này vừa nhìn thấy mình giống như chuột thấy mèo, Tần Trinh ngược lại không muốn làm đối phương vừa lòng ý đẹp. Hắn bảo tài xế khoa cửa trước lại, rồi sau đó trầm giọng hạ lệnh, lên đây. Bị động tác liên tiếp này dọa cho khiếp sợ, Quý Lam Xuyên rất tò mò, không biết mỗi ngày trong đầu vị Tần Tổng này suy nghĩ cái gì. Có tiện nghi mà không chiếm chính là đồ ngốc, cậu chấn định xoay người, biết nghe lời mà ngồi xuống bên cạnh Tần Trinh. Có lẽ vì muốn thấp điệu, Tần Tam gia cũng không lựa chọn loại xe xa hoa mà hằng ngày vẫn ngồi, cho nên dẫn tới không gian bên trong rất hạn chế. Khoảng cách an toàn giữa hai người liền bị rút ngắn đi rất nhiều. Trừ bỏ lần trước ngẫu nhiên gặp nhau trong bầu không khí xấu hổ ở nhà vệ sinh. Quý Lam Xuyên chưa bao giờ ở gần đối phương trong trạng thái bình tĩnh như vậy. Điều hòa trong xe vận chuyển tận chức trách, nhưng cậu tựa hồ vẫn cảm nhận được nhiệt khí phát ra từ người nam nhân. Thật là không thể tin được, cậu cư nhiên cùng vị ba ba tiện nghi của Tần Tử Hành ngồi chung một chỗ. Bên trong xe an tĩnh phi thường, vẫn là vị đại gia này đánh vỡ cục diện bế tắc, Tần Tử Hành vẫn không có về nhà. Nghe đi, đây mà là tiếng người sao? Nuốt một ngụm máu tươi xuống cổ họng, Quý Lam Xuyên lại lần nữa tiến vào tình trạng bỏ cuộc, A Hành nói đêm nay tăng ca. Nhìn thì ngữ khí trong tin nhắn WeChat rất bình thường, nhưng sau khi tối hôm qua tan rã trong không vui, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra những mánh khóe đằng sau nó. Kỳ thật cũng không khó lý giải, Bạch Thời Niên độc thân trở về nước, Tần Tử Hành không kiềm chế được rung động trong lòng. Nhưng hắn cũng biết tỷ lệ ôm được mỹ nhân về là rất xa vời, tự nhiên sẽ không buông ra thế thân Quý Lam xinh đẹp nghe lời. Huống chi, hắn mới mang người đến trước mặt Tần Trinh không lâu. Nếu nhanh như vậy đã thay đổi, khó tránh khỏi sẽ lưu lại cho đối phương một ấn tượng xấu là phong lưu đa tình. Đối với Tần Tam gia, một người nghiêm túc đứng đắn giữ mình trong sạch mà nói, chỉ với điểm này là rất có khả năng hạ thấp đánh giá đối với người thừa kế. Dù có yêu Bạch Thời Niên thế nào, Tần Tử Hành cũng không bao giờ từ bỏ quyền kế thừa Tần Thị. Cho nên nói, chẳng sợ vai chính công tụ ở bên nhau, Quý Lam Xuyên vẫn có thể ở lại Tần gia một đoạn thời gian dài. Chờ sau này cậu có danh tiếng, thoát khỏi thân phận chim hoàng yến. Cậu cũng có tư cách cao ngạo xuất hiện trước mặt Tần Tử Hành. Vui sướng đánh bản tính nhỏ trong lòng, nhưng trên mặt Quý Lam Xuyên vẫn phải duy trì biểu cảm thấp thỏm. May mà cậu có thiên phú diễn xuất, nếu không, bị Tần Tam gia nhìn ra sở hở thì đi tong. Xe một đường hướng tây thẳng tiến, Tần Tam gia cũng khó có được mà không lên tiếng làm sặc người nữa. Hai người không nói lời nào, từng người quay mặt nhìn ra bên ngoài. Trong lúc nhất thời, bầu không khí cũng không xấu hổ lắm. Cho dù phong cảnh đẹp đến đâu, khu đất ngoại thành chưa khai phá này cũng chỉ là khối đất hoang. Xe sang đắt tiền không đi vào được, tài xế trung niên muốn xuống xe đi theo, nhưng lại bị Tần Trinh xua tay ngăn lại, không có việc gì, chú ở lại đây đi. Quyền sở hữu đất còn chưa đấu giá, tất nhiên sẽ không có bảo vệ ở đây ngăn cản mọi người. Đều là nói tìm long điểm huyệt, Quý Lam Xuyên một bên dọc theo long mạch tìm điểm tụ khí kia, một bên tò mò vì sao Tần Trinh lại tin tưởng mình như vậy. Mà tình cảnh này dừng ở trong mắt Tần Trinh, chính là Quý Lam, dẫn hắn đi lung tung như ruồi không đầu. Dừng lại một chút, nam nhân móc súng lục để phòng thân ra, đặt ở bên eo thiếu niên. Oa, anh thật dũng cảm nha. Nghe cho kỹ, tôi không thích bị lừa dối, cho nên cẩn thận cái mạng nhỏ của cậu. Mẹ nó, đoán được đồ vật lạnh như băng đặt ở eo mình là gì, Quý Lam Xuyên lập tức cứng còng lưng mà đứng im tại chỗ, tôi chỉ nghiêm túc tìm điểm huyệt mà thôi. Ngài làm sao mà không có chút kiên nhẫn như vậy? Dù mạnh hơn những người khác, nhưng cậu cũng chỉ dám ở trong lòng phun tào một chút. Từ trong túi lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ đã sớm chuẩn bị trước, thiếu niên run nhẹ nhẹ mà quay mặt về phía đối phương, cái này, chỉ cần bôi cái này lên, là Tam gia có thể nhìn thấy long khí. Nhìn chất lỏng trong suốt lóng lánh dưới ánh trăng nhàn nhạt, Tần Trinh vẫn cứ không đem hỏng súng rời đi, đây là cái gì? Kỳ thật nó chỉ là nước khoáng thôi nha. Tôi chính là lấy ở trong tủ lạnh nhà anh đó. Hi hi. Cố gắng quên đi xuất thân không đáng tin cậy của cái này. Quý Lam Xuyên vẻ mặt cao thâm khó dò mà nói. Sương sớm trên đầu cành hoa. Không phải cậu muốn lừa người. Chỉ là ở trong khu biệt thự tấc đất tấc vàng kia. Quý Lam Xuyên căn bản không thể lấy cớ nước mắt chân châu vạn năng được. Dù sao cuối cùng vẫn là nhờ cậu dẫn linh thâm nhập vào mắt. Cho nên là nước hay dầu gì cũng không quan trọng. Thấy Tần Trinh cao mày không lên tiếng. Quý Lam Xuyên nghĩ lầm là đối phương nổi lên lòng nghi ngờ, thật sự là sương sớm, Tam gia có thể tận mắt nhìn xem.
3 giây sau, Tần Trinh lời vàng như ngọc, dơ, quý, khẩn trương nửa ngày, Lam Xuyên. Dơ em gái anh ý dơ, không muốn đổ vào mắt thì nói cho nhanh. Chỉ là bôi lên mí mắt thôi à. Sau khi niệm thanh tịnh kinh, quý Lam Xuyên cảm thấy tính nhẫn lại của mình lên một tầm cao mới. Nếu Tam gia cảm thấy phiền, cháu có thể giúp ngài. Không từ chối thẳng thừng, Tần Trinh miễn cưỡng cam chịu đề nghị của thiếu niên. Để phòng có bất chắc, hắn không có rời súng lục đi, mà tận mắt nhìn đối phương ngu ngốc tiến lên. Họng súng lạnh băng đặt ở bụng nhỏ, thiếu niên dưới ánh trăng cũng không để ý đến nó. Khoảnh cách giữa hai người vừa thân mật mà lại xa lạ. Trong mắt Tần Trinh mang theo nghi hoặc, không biết là đối phương muốn chứng minh cái gì hay là đầu óc có vấn đề. Quý Lam Xuyên không hề biết người trước mắt này đang chửi thầm mình ở trong lòng. Cậu bất đắc dĩ mà nhìn chằm chằm Tần Tổng mở to mắt, ngài nhắm mắt vào đi. Tâm cảnh giác của Tần Tam gia thật sự quá lớn mà. Mắt trái giải phóng dẫn động linh khí, Quý Lam Xuyên lấy ngón trỏ nhúng vào nước, làm bộ làm tịch mà phất qua mí mắt Tần Trinh. Lông mi mềm mại đảo qua lòng bàn tay, Quý Lam Xuyên kinh ngạc, Tần Tam gia thế nhưng lại có một mặt, không nam nhân, thế này. Cực lực khắc chế mình không cần phản kháng. Tần Trinh còn đang nghĩ là, không biết đối phương cứ như vậy mà móc hai mắt của mình ra hay không. Nhưng mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt trên người thiếu niên, đã nhanh chóng xóa tan một màn bổ não đầy huyết tinh của Tần Tổng. Khác với bàn tay quanh năm cầm bút của mình, đầu ngón tay thiếu niên mềm mại mà lại hoạt nộn. Đột nhiên mà tuyết trắng trong ký ức kia chợt nhảy vào tâm trí, hơi thở Tần Trinh loạn lại, lông mi không được tự nhiên mà run run. Được rồi. Bởi vì khoảng cách quá gần, Tần Trinh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương. Vừa định lên tiếng chất vấn là có phải thiếu niên này lại muốn câu dẫn mình không, liền nghe được thanh âm vui vẻ cùng kiêu ngạo của đối phương, đến đây đi, Tam gia. Chào mừng ngài bước chân vào thế giới mới. Trước mắt Tần Trinh là tia linh khí tươi đẹp mà lại cuồn cuộn đang bay lượn. Bởi vì có long mạch trấn áp, cho nên chung quanh không có du hồn hay quỷ khí gì cả. Linh khí màu trắng nhàn nhạt như sương khói ôn nhu lưu luyến. Ở giữa còn có một mạt tím ý tôn quý phi phàm. Sừng hươu sừng sững, móng vuốt của ưng, xa xa nhìn lại, mơ hồ đích xác là hình rồng. Đó chính là đế vương long khí. Mặc dù đã che đi mắt âm dương, nhưng Quý Lam Xuyên không khó đoán được là Tần Trinh thấy cái gì. Năm đó cậu lần đầu tiên nhìn thấy đạo môn, rồi đứng ở đó thật lâu cũng không nói lên lời. Chẳng qua lúc đó cậu quá sợ hãi, nào còn để ý đến linh khí là cái gì. Ma quỷ cùng địa phược linh sao tràn ngập ở khắp nơi, một lần rồi lại một lần, làm Quý Lam Xuyên thực sự chán ghét hai mắt của mình. Sao địa phược linh, stone tape the phu linh, là hiện tượng người hoặc sinh vật sau khi chết, bởi vì có tâm nguyện chưa hoàn thành hoặc có điều oán giận, khiến cho linh hồn bị giam giữ ở nơi chết đi, không có cách nào rời khỏi. Loại vong linh này có rất nhiều oán niệm không thể hóa giải sẽ trở thành ác linh. Bọn họ sẽ không thương tổn người khác, chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của mình. Chỉ có một cách giải thoát cho vong linh này là hoàn thành tâm nguyện của họ. Nếu không có cựu oán với thì không nên diệt trừ, như vậy sẽ khiến họ nổi giận. Cho nên nói, thiên chi kiêu tử chính là thiên chi kiêu tử, ngay cả khi mở ra cánh cửa thế giới mới, ông trời cũng cho hắn nhìn đến một màn đẹp nhất. Tại sao tôi lại thành như thế này? Đang lúc Quý Lam Xuyên cảm khái dĩ vãng, Tần Trinh lại ngoài dự đoán mà không hỏi chuyện Lăng Mộ, chỉ thấy đối phương híp mắt nhìn chằm lòng bàn tay của mình. Quý Lam Xuyên không khỏi nhớ tới nỗi đau, lần đầu tiên mình bị linh khí của Tần Trinh trói mù mắt. Ha ha, không thể tưởng tượng được anh cũng sẽ có ngày hôm nay. Cô nén ý cười, Quý Lam Xuyên giải thích, đây là kim quang công đức, chứng tỏ đời trước Tam gia làm rất nhiều chuyện tốt. Khí từ thiên định, vận từ mình sinh, Tần Trinh có thể đi đến một bước như ngày hôm nay, tuyệt đối không chỉ là nhờ ông trời thưởng cho bữa cơm đơn giản. Mặc dù Quý Lam Xuyên luôn than phiền đối phương là con cưng của thiên đạo, nhưng cậu cũng không phủ nhận những nỗ lực trong quá khứ của Tần Trinh. Đừng nói cậu chỉ là thần côn tục khí, cho dù cậu là tổ sư gia truyền thế, cũng không có tư cách nói ra nói vào nhân sinh của người khác. Sự thật bày ở trước mắt, Tần Trinh cũng không thể một lần nữa nhận định lại tri thức của thế giới. Hắn tin chắc, không ai có thể tạo ra hình chiếu giả thuyết có quy mô khổng lồ như thế này. Cho nên, tất cả chỉ có thế là do huyền học như lời thiếu niên nói. Phía dưới kia thật sự có một tòa đế lăng vương. Bức tranh mỹ lệ dần dần phai nhạt, cuối cùng Tần Trinh cũng liếc mắt nhìn trường long màu tím kia một cái. Không muốn người ngoài dính líu quá nhiều vào dòng công việc này, Quý Lam Xuyên cố ý rút ngắn thời gian mở thiên nhãn. Nghe thấy câu hỏi của Tần Trinh,
Cậu lộ ra một ý cười lấy lòng, cháu tin tưởng trong lòng Tam gia sớm đã có đáp án. Đừng vuốt mông ngựa nữa. Đem vũ khí nguy hiểm từ trên người thiếu niên thu lại, Tần Trinh vô tình nhìn thấy một góc vải trắng quen thuộc. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, không tự chủ được mà mở miệng dò hỏi, cậu còn mang theo cái khăn tay này. Đúng vậy, tôi mang theo nó để bọc bình thủy tinh nha. Ý thức được Tần Trinh trước mắt là lão nam nhân nắng mưa thất thường, Quý Lam Xuyên kịp thời phanh miệng mình lại. Cậu cảm thấy, mình cái chết chỉ kém một xíu siêu hoi. Vì sợ đối phương nhìn ra mình chột dạ, thiếu niên cúi đầu không nói, đùa nghịch cái bình để che giấu hoảng loạn. Tần bổ não xong cốt truyện mới Trinh. Nhóc con này quả nhiên muốn câu dẫn mình đây mà. Chưa kịp mở miệng răn dậy thì bụng thiếu niên lại phát ra một tiếng ồm ục. Đuổi kịp, Đường Vân trên trán nhảy dựng, nam nhân cao lớn trực tiếp xoay người rời đi. Rốt cuộc là ánh mắt Tần Tử Hành bị cái gì vậy? Tần gia sao có thể có kiểu người ngu ngốc như vậy? Nhưng nhớ tới khuôn mặt nhỏ tái nhợt của thiếu niên sau khi khóc lóc thảm thiết ngày hôm đó. Hắn vẫn là nhắm chặt miệng mình lại. Nghe được tiếng bước chân của mình cùng người phía sau đan xen. Thôi, Tầm Trinh cúi đầu nhìn bóng dáng dưới chân, ít nhất trước khi đối phương cùng Tần Tử Hành chia tay, Quý Lam vẫn sẽ là người của Tần gia hắn. Chương 14 phân phó cho thủ hạ đi xóa dấu vết mà hôm nay hai người tới đây, Tần Trinh mang theo cái đuôi nhỏ quay trở lại xe. Quý Lam Xuyên vốn tưởng rằng đối phương sẽ mang mình về nhà chính, không nghĩ tới tài xế lại đưa bọn họ đến nhà hàng có phong cách Trung Quốc. Tần Trinh hẳn là khách quen ở đây. Hắn vừa mới vào cửa, liền có một người phục vụ mặc sườn xám tiến lên tiếp đón Tam gia đến rồi. Hôm nay cũng như vậy sao? Được một đại mỹ nữ đến gần như vậy, nam nhân này vẫn là bộ dáng lãnh đạm bất cận nhân tình. Quý Lam Xuyên đang lén lút nhìn hoa văn trúc trên sườn xám nhạt kia, lại thấy Tần Trinh đột nhiên quay đầu, hỏi muốn ăn cái gì? Nói, đậu má. Làm ơn có thể cấp cho tôi một cái menu trước khi gọi món có được không? Biết đối phương là người khuyết tật cấp 3 về phương diện chiếu cố người, mặt Quý Lam Xuyên tỏ vẻ ngoan ngoãn, đều nghe Tam gia. Khi Tần Trinh xoay người một bên, nữ phục vụ mới để ý đến phía sau hắn còn có một người khác. Diện mạo thiếu niên sạch sẽ lại không nhạt nhẽo, giọng nói vừa êm tai vừa mềm mại. Hoàn hồn sau sự kinh diễm ngắn ngủi, cô cảm thấy đối phương có chút quen mắt, vị khách này là... Phải biết rằng, cô làm việc ở thiên nhiên cư đã 2 năm. Nhưng chưa từng thấy Tần Tam gia mang theo người khác bên người. Nhớ tới thân phận, con dâu, của thiếu niên chưa được thừa nhận, Tần Chính cũng không muốn tự mình gây ra phiền phức không đáng có. Hắn không nói gì, liếc mắt nhìn nữ nhân này một cái. Mà người kia cũng thức thời, không dám hỏi tiếp nữa. Nhã phòng trên tầng 2 được trang trí theo phong cách cổ xưa, nó luôn dành riêng cho những vị khách quan trọng nhất. Quản lý ở đây cũng mặc một chiếc sườn xám họa tiết cây trúc, cô dẫn hai người vào phòng. Sau đó, mỉm cười đúng mực, nói, thật khéo, Tần Thiếu hôm nay cũng tới thiên nhiên cư. So với nữ phục vụ trước đó, người quản lý này khoảng 30 tuổi, hiển nhiên càng đáng tin cậy hơn một ít. Thái độ của cô cung kính lại không nịnh nọt, nhìn dáng vẻ hẳn là có vài phần giao tình với Tần Trinh. Thấy thiếu niên lập tức ngồi thẳng, lỗ tai vểnh lên. Tần Trinh như đoán được điều gì. Cố ý hỏi, nó đến một mình. Đến cùng với tiểu thiếu gia Bạch gia. Hai, trong lòng Quý Lam Xuyên vô ngữ, không ngờ mình cùng cặp đôi kia lại có duyên đến vậy. Lại màn diễn xuất, buồn bã, khẳng định đêm nay phải ăn ít đi rồi. Thất thần mà nhìn chằm chằm cái bàn, tinh thần của thiếu niên rõ ràng sa sút đi xuống. Nhìn con ngươi trong trẻo kia ảm đạm đi trông thấy, trong lòng Tần Trinh nổi lên một cỗ bất mãn không thể giải thích được, nếu là cùng bạn bè hội tụ. Cũng đừng đi quấy rầy nó. Đem đồ ăn lên đi, như mọi khi là được. Sau khi nghe được hai từ, bạn bè, thiếu niên đột nhiên nắm chặt tách trà. Thậm chí còn không để ý đến đầu ngón tay của mình đã bị bỏng đỏ. Cậu làm cái gì? Tần Trinh cảm thấy một mặt đỏ kia thật ngứa mắt. Hắn không chút nghĩ ngợi mà đứng dậy nắm cổ tay đối phương. Lực nắm quá lớn, thiếu niên bị đau, theo đó cũng buông tách trà ra. Đau, làn da dưới lòng bàn tay ấm áp. Tinh xảo như ngọc bích tốt nhất. Nghe thấy thiếu niên hít một hơi, Tần Trinh vốn ít khi tiếp xúc thân mật với người khác, theo bản năng buông tay ra. Liếc mắt một cái, liền nhìn thấy vệt đỏ giống như bị ai véo ở trên cổ tay đối phương. Trong tình cảnh này, ngay cả Tần Tam gia vốn nổi tiếng mặt lạnh, cũng không tránh khỏi cảm thấy xấu hổ. Không liên quan đến Tam gia, là thể chất của cháu có vấn đề. Cậu bất động thanh sắc mà đem tay giấu ở dưới bàn.
thiếu niên vẫn là bộ dáng cục bông mềm mại, Tần Trinh nhìn đến buồn bực. Rồi lại không biết mình đang buồn bực cái gì. Biết là đối phương không có ác ý, Quý Lam Xuyên rất hào phóng mà diễn bộ kịch tai nạn lao động. Cậu đang cân nhắc làm sao để mấy vết đỏ trên cổ tay nhanh chóng biến mất. Đột nhiên, có một thân ảnh cao lớn ngồi xuống bên cạnh mình. Xin lỗi, Quý Lam Xuyên kinh ngạc ngẩng đầu, cậu chưa bao giờ nghĩ tới Tần Trinh sẽ vì việc nhỏ này mà xin lỗi. Cậu chỉ là người ngoài ở nhờ Tần gia, đối phương căn bản không cần phải khách sáo với cậu như vậy. Thẳng đến khi nhìn thấy đáy mắt Tần Trinh khôi phục lại sự đông lạnh ngày xưa, Quý Lam Xuyên mới ý thức được mình nhìn chằm chằm người ta một lúc lâu. Cảm nhận được tay trái đau nhức, cậu chân thành mà lắc lắc đầu, thật sự là không có việc gì. Cháu biết Tam gia không muốn nhìn cháu làm việc ngu ngốc. Cúi đầu nhìn xuống mấy đầu ngón tay đỏ bừng, giọng thiếu niên có chút cô đơn, chỉ là A Hành nói. Làm như cảm thấy khổ sở, cậu tạm dừng một lúc lâu mới đem lời nói hết, A Hành nói đêm nay anh ấy tăng ca. Đương nhiên, cháu cũng không phải oán giận A Hành cái gì. Nhớ tới người bên cạnh là ba của bạn trai, thiếu niên nhìn xuống nước mắt mà vội vàng giải thích, cháu biết A Hành cùng Bạch Thiếu gia chỉ là bạn. Dưới ánh mắt mạnh mẽ của người đàn ông này, cậu chung quy cũng không đem mấy chữ cuối cùng nói cho xong. Cố nặn ra một nụ cười kiên cường, thiếu niên nhắm mắt, tan nát nói, cháu chỉ là không thích bị người khác lừa. Thái độ giấu giếm này của Tần Tử Hành đã chứng minh, hắn cùng Bạch Thời Niên mèo mà gà đồng với nhau. Ánh đèn của thiên nhiên cư không phải màu sắc ấm áp, chiếu xuống người thiếu niên có làn da trắng như tuyết. Biết rõ mình nói chuyện không có khuôn phép, lông mi của cậu khẽ run rẩy, môi hồng cũng mất đi một tầng huyết sắc. Có phải trong mắt người này, mình chính là người không nói đạo lý? Tức đến bật cười, Tần Trinh cố ý gạt thiếu niên qua một bên. Với thủ đoạn và mưu kế của Tần Tử Hành, hắn biết rõ, một tiểu bạch thỏ như Quý Lam, căn bản là không tránh thoát khỏi lòng bàn tay đối phương. Dù sao cũng là người thừa kế do Tần Trinh tự tay chọn. Trước khi Bạch Thời Niên đính hôn, Tần Tử Hành vẫn luôn là người ưu tú nhất trong đám thế trẻ của Tần gia. Mà lấy tình cảm của Quý Lam dành cho Tần Tử Hành, e rằng, chỉ có đụng phải tường nam, đối phương mới có thể nghĩ đến từ bỏ. Chờ mãi không thấy Tần Trinh răn dậy, Quý Lam Xuyên không khỏi lặng lẽ mở mắt ra. Nhưng lại tình cờ bị người ngồi bên cạnh bắt gặp, thấy thiếu niên lừa mình dối người mà một lần nữa nhắm mắt, Tần Tam gia hừ một tiếng, thế nào, hiện giờ đã biết sợ. Từ lúc hắn lên làm gia chủ Tần gia, liền không có ai dám giở trò vặt ở trước mắt hắn. Đặc biệt là những thế gia danh viện muốn làm gia chủ phu nhân. Mà người trước mặt này, năm lần bảy lượt làm càn, cũng không biết rốt cuộc là ai cho cậu lá gan lớn đến như vậy. Xem ra, quả nhiên là Tần Tử Hành chưa đưa tiền nạp điện thoại. Thấy nam nhân không có sinh khí, trong lòng Quý Lam Xuyên cũng cân nín. Quả nhiên, mạch não hoàn toàn không ở cùng một kênh. Tâm tư lão bá tổng này thật sự khó đoán, cũng không biết đối phương vì cái gì mà dao động cảm xúc. Cốc cốc cốc, ngay khi Quý Lam Xuyên đang do dự có nên xin lỗi hay không, thì tiếng gõ cửa phòng đã kịp thời cứu vớt cậu ra khỏi hố lửa. Nhân viên phục vụ nối đuôi nhau bưng thức ăn đi vào. Ngay sau đó, trên bàn lần lượt xuất hiện các đĩa thức ăn đủ màu sắc tươi ngon. Vốn dĩ lúc đầu là hai người ngồi đối diện nhau, nhưng hiện đã chuyển sang ngồi cạnh. Quản lý mắt vẫn nhìn thẳng như cũ, ngay cả khi Tần Trinh yêu cầu thuốc trị bỏng và rượu thuốc trong nhà hàng. Cô vẫn mỉm cười đúng mực mà nhận lời. Có lẽ đây là thế giới của kẻ có tiền đi. Nhớ tới kiếp trước, bản thân ăn uống một mình trong nhà. Quý Lam Xuyên bỗng nhiên cảm thấy rất xin lỗi mấy con số trong thẻ ngân hàng. Ăn đi, không phải đói bụng sao? Tần Tam gia đã lên tiếng, không dám không nghe. Cảm thấy may mắn vì mình bị thương tay trái, Quý Lam Xuyên uống từng ngụm canh đậu phụ bình kiều cho ấm dạ dày. Sau đó, cậu lập tức nheo mắt mà hưởng thụ nó. Canh đậu phụ Bình Kiều là món ngon nổi tiếng của thị trấn cổ Hoài An, ngay cả vua Càn Long cũng tấm tắc khen ngợi. Nó được làm từ nước súp gà, ngoài ra còn có cá giết cho đậm vị, lại thêm măng tươi cùng đậu phụ trắng. Hương thơm nồng nàn, rất kích thích sự thèm ăn của con người. Mặc dù không chọn món ăn, nhưng Quý Lam Xuyên cũng không phải là người không phân biệt tốt xấu. Rất vui vẻ mà dùng bữa. Không ngờ trong thành phố M này, lại có một nơi ăn ngon như vậy. Cậu quyết định, thêm thiên nhiên các vào danh ăn uống sau khi lấy lại được tự do. Nhìn vẻ mặt ngu ngốc, món này ăn ngon, của thiếu niên, Tần Trinh cũng không chạm đũa vào món đậu phụ trắng mềm mại kia. Có lẽ bởi vì ma quỷ mê hoặc,
hắn vô tình nhớ lại xúc cảm khi nắm cổ tay đối phương. Suy nghĩ tựa như con ngựa hoang thoát cương không quay trở về được, Tần Trinh hung hăng chừng đầu sỏ gây tội bên cạnh. Đáng tiếc, người ta chỉ vội vội vàng vàng ăn uống, hoàn toàn không để ý đến, cảnh cáo, đầy sát khí của hắn. Ăn no khoảng 7 phần, Quý Lam Xuyên cố ép mình buông đũa xuống. Ai bảo hiện giờ, cậu là người, bị tổn thương, vì bạn trai cùng Tiểu Tam đang hẹn hò ở dưới tầng. Chỉ ngẫm thôi cũng khiến người ta hết muốn ăn. Tuy rằng không ai nói rõ ràng, nhưng Quý Lam Xuyên vẫn cảm thấy trên đầu mình có chút gì đó. Nếu không phải diễn vai bi quan trong chuyện tình cảm, cậu thật muốn cho đỉnh đầu Tần Tử Hành một màu xanh rờn. Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, việc ăn cơm tối với Tần Trinh ở trên tầng cũng là một điều thú vị, ba chồng cần dâu trốn con trai ra ngoài. Sinh hoạt của cậu ở Tần gia đúng là muôn màu muôn vẻ. Ăn xong, nhìn đôi mắt trống rỗng của thiếu niên, Tần Trinh liền biết người này lại thất thần. Hắn buông khăn lau miệng, cầm lấy áo khoác đứng dậy, vậy đi thôi. Luyến tiếc một bàn đồ ăn không được ăn hết, Quý Lam Xuyên chậm chạp đứng lên. Tần Trinh tưởng đối phương còn đang suy nghĩ về chuyện dưới tầng, ánh mắt sắc bén, nói, như thế nào? Cậu muốn đợi Tần Tử Hành đi ra? Không đợi không đợi, cậu làm sao dám để mấy chuyện đào hoa bát nháo này làm mất mặt Tần gia chứ? Không có lý lẽ chính đáng, tuyệt không động thủ trước, cho nên Quý Lam Xuyên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như bắt gian tại chỗ. Cậu đem mu bàn tay trái giấu ra sau, khó có được không né tránh mà nói, cháu đi về cùng Tam gia. Chuyện miếng đất thành tây, tôi sẽ đi tra lại. Hy vọng cậu không làm cho tôi thất vọng. Mở cửa phòng ra, Tần Trinh lấy túi thuốc trên tay quản lý, sau đó ném vào lòng đối phương, cầm lấy, tự mình bôi đi. Một tay nhanh chóng tiếp nhận, thiếu niên cười ngượng ngùng mà hướng quản lý cảm ơn. Ăn một bữa cơm cũng có thể nháo ra nhiều chuyện như vậy. Quả nhiên, nghề phục vụ trong thiên hạ đều không dễ dàng. Phong tình nhưng không ngả ngớn, nụ cười của thiếu niên luôn luôn là vũ khí sắc bén mê hoặc nhân tâm. Quản lý đứng cạnh cửa hơi hoảng thần, nhịn không được suy nghĩ đến tin đồn trong vòng. Xinh đẹp nhưng không thô tục, Tần thiếu hắn cũng thật nhẫn tâm. Tuy rằng ngũ quan thật sự rất giống, nhưng thiếu niên này cùng Bạch tiểu thiếu gia hoàn toàn không phải là cùng một dạng. Lại cười câu dẫn người khác, tuy tức giận với hành động, không biết kiềm chế của thiếu niên, nhưng Tần Trinh lại không thể không thừa nhận. Thiếu niên nở nụ cười nhàn nhạt dưới ánh đèn, đích xác có một loại rung động lòng người tươi đẹp. Chương 15 từ hôm dẫn người đi nhìn long khí, Quý Lam Xuyên không còn tự mình gặp riêng Tần Trinh nữa. Ngược lại là Triệu Trác 10 phần sinh động, không chỉ quan tâm công việc Livestream của cậu, mà còn cố ý vô tình đi tìm hiểu bản lĩnh của cậu. Biết đối phương là người của Tần Trinh, Quý Lam Xuyên ứng phó cũng là phá lệ cẩn thận. Dù sao nguyên chủ cũng là tiểu bạch thỏ ngây thơ. Chỉ cần cậu không lộ sơ hở, bất cứ ai cũng không nghĩ đến chuyện tá thi hoàn hồn này. Thời gian từng ngày trôi qua, Tần Tử Hành càng lúc càng không về nhà, nhưng Quý Lam Xuyên vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh ở bên ngoài. Trương Mụ thương thế đã tốt trở về, ánh mắt nhìn cậu cũng thêm vài phần đồng tình. Mà Quý Lam Xuyên vốn nên thương tâm mất mát, giờ phút này cậu cũng chỉ có nhớ tới khoản mua bán đầu tiên của mình cùng với Tần Tam gia. Mấy ngày liên tiếp nhìn chằm chằm tin tức, cuối cùng Quý Lam Xuyên cũng đợi được tin đấu thầu mảnh đất thành Tây kết thúc. Không ngoài dự đoán của cậu, công ty đấu thầu thành công không phải Tần Thị, mà là Tống Gia, đối thủ của Tần Thị. Về phần Dương Gia vẫn luôn muốn kiếm một chén canh, hẳn là được Tần Trinh thổi gió. Cho nên vào giai đoạn giữa của buổi đấu thầu, bọn họ trực tiếp từ bỏ. Không chỉ muốn ngăn chặt tổn thất, mà còn nhân cơ hội hố kẻ địch một phen. Quý Lam Xuyên tắt tin tức đi. Cậu cảm thấy tác phong làm việc của Tần Trinh quả thực giống mình đến mấy phần. Đúng lúc này, màn hình di động tinh, một tiếng mà sáng lên. Ngay sau nhảy ra thông báo ngân hàng chuyển khoản. 500 vạn bằng 16.782.601.780 đồng Việt Nam, cẩn thận đếm số không đằng sau số. Năm, Quý Lam Xuyên lại một lần nữa có nhận thức mới về độ hào phóng của Tần Trinh. Tuy rằng kiếp trước cậu cũng kiếm được nhiều, nhưng đấy là giá trị sau khi có danh tiếng. Không chút do dự mà đập thẳng 500 vạn vào mặt cậu, thật đúng là lần đầu tiên Quý Lam Xuyên nhìn thấy. Nhưng mà, vô luận trong lòng có bao nhiêu ham muốn thù lao này, Quý Lam Xuyên với tư cách là, Quý Lam, cũng không thể trực tiếp nhận lấy. Tiểu bạch hoa không nhiễm nước bùn, làm sao có thể để tiền tài nhiễm bẩn sự trong khiết chứ? Đau quá mà, hu hu hu, vì thế, sau khi xử lý xong công việc, Tần Trinh ở phòng khách uống trà,
liền nhìn thấy một con thỏ con chủ động tìm tới cửa. Tiền này cháu không thể nhận. Cúi đầu đặt thẻ ngân hàng lên bàn trà trước mặt nam nhân, thiếu niên nhỏ giọng nhưng kiên định nói, cảm ơn ý tốt của Tam gia. Đêm xuống, mấy người giúp việc biết quy củ đều đã lần lượt rời khỏi đây sau khi xong việc. Tối nay Tần Tử Hành đi dự tiệc, trong ngôi nhà lớn của Tần gia, cũng chỉ có hai người, một đứng một ngồi này. Chú ý tới vết thương trên tay trái của thiếu niên đã khỏi. Tần Trinh bình tĩnh đặt chén trà xuống, cậu cùng Bạch gia có quan hệ. Trong số các công ty lớn đấu thầu khu đất phía tây thành phố, ngoại trừ Dương Thị đã được đánh tiếng trước. Cũng chỉ có Bạch gia ngay từ đầu đã rút lui. Mấy năm gần đây, nhiệt độ nhà đất vẫn luôn tăng cao. Mà miếng đất kia có phong cảnh đẹp lại rộng rãi, có mấy ai mà chịu từ bỏ miếng bánh ngọt lớn này chứ? Hầu hết những ai có thể leo lên vị trí này thì đều có khứu giác nhạy bén. Hành vi bất thường của Bạch gia đã khiến không ít người lập tức cảnh giác. Nếu không có Tần Trinh đích thân ra tay khống chế giá đầu thầu, khả năng đêm nay Tống gia sẽ không cắn câu rất lớn. Tuy Bạch gia cũng là thế gia lâu đời, nhưng tới thế hệ Bạch thời niên, gia chủ của Bạch gia, Bạch Hải Vinh, cũng chính là ba của y, là người có đầu óc rất bình thường, mà hội đấu giá hôm nay lại ra một chiêu như thế. Cho nên Tần Trinh nghĩ có Liên Quý Lam cũng là dễ hiểu. Mặc dù đối phương sẽ không ngu ngốc đến mức đi giúp tình địch, nhưng với tính cách dễ bị lừa này của thiếu niên, khó tránh khỏi việc sẽ để lộ tiếng gió trước mặt Tần Tử Hành. Tới rồi, tới rồi. Từ sau khi thu được tin tức của Bạch gia, Quý Lam Xuyên liền biết mình sẽ không tránh khỏi chuyến này. Cậu đương nhiên biết Bạch gia có hành động khác thường, hơn phân nửa là có liên quan tới chuyện Bạch thời niên trọng sinh. Nhưng đối mặt với Tần Trinh, cậu trăm triệu lần cũng không thể nói như vậy. Tam gia nghĩ nhiều rồi. Cháu chưa thánh mẫu đến mức rảnh rỗi như vậy. Giọng nói tràn đầy vẻ tức giận, khuôn mặt thiếu niên ấm ức khi bị nghi ngờ. Còn về phần A Hành, chắc ngài cũng biết rồi đấy. Ba ngày hai đầu không về nhà, cậu muốn mật báo thì cũng không có cơ hội, có được không? Tần Tử Hành suốt ngày bị Bạch Thời Liên lôi kéo tâm tư, còn thường xuyên vứt Quý Lam qua một bên. Không những thế, hắn còn bị Tần Trinh cảnh cáo không được mua say về nhà. Vì vậy, hắn chỉ có thể nương nhờ cái danh nghĩa tăng ca để đi sớm về trễ. Mà mấy việc này, Tần Trinh đã nghe thuộc hạ báo lại, tự nhiên sẽ biết thiếu niên không có nói dối. Nhẹ nhàng đẩy thẻ ngân hàng lại, Tần Trinh nhàn nhạt nói, một khi đã vậy thì đây là thù lao của cậu. Mảnh đất mấy ngàn vạn chỉ là món khai vị, nếu tính cả việc xây dựng công trình cùng tuyên truyền đầu tư, những tổn thất mà thiếu niên giúp hắn tránh thoát không chỉ tính bằng đơn vị, trăm triệu. Tần Trinh xưa nay là người thưởng phạt phân minh, 500 vạn tuyệt đối không liên quan đến bất cứ tình cảm cá nhân nào. Cháu chỉ là muốn cảm ơn Tam gia đã giúp đỡ. Có lẽ đối với ngài là việc nhỏ không đáng kể. Nhưng, thiếu niên nôn nóng nói. Không có gì, khóe miệng bất giác cong lên, chính Tần Trinh cũng không biết, tình nghĩa quá mức hư vô mờ mịt. Chỉ có lợi ích chung mới là ràng buộc vững chắc. Cùng tôi hợp tác, đảm bảo ở cái thành phố M này sẽ không ai ra cái giá cao hơn đâu. Nha, đây là Tần Trinh muốn mình làm việc cho mỗi mình hắn hay sao? Quý Lam Xuyên kinh ngạc mở to mắt, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Cậu từ trước tới nay làm buôn bán như cá lượn trong nước. Treo cổ trên một cái cây không phải là phong cách làm việc của cậu. Quý Lam Xuyên từ chối với ngữ khí nhẹ nhàng để không chọc giận đối phương, nhưng đây là sở thích của cháu. Tôi sẽ không ngăn cản cậu xem bói cho người khác, biết thiếu niên còn nhớ thương cái phòng phát sóng trực tiếp kia. Tần Trinh rất dễ nói chuyện mà nhả điều kiện. Quý Lam Xuyên còn đang kinh ngạc vì không ngờ nam nhân này lại tốt tính đến thế. Nhưng đột nhiên, cậu lại nhận được ánh mắt nghiêm nghị đầy sát khí của hắn. Chỉ cần cậu không giúp, người ngoài, làm tổn hại đến lợi ích của Tần gia. Huynh đài, có phải ngươi từng giết người không? Tôi là bị mất não mới cùng khí vận chi tử của thế giới này đối nghịch. Nội tâm điên cuồng phun tào để giảm bớt áp lực. Vẻ mặt Quý Lam Xuyên tức giận, cháu làm sao có thể thương tổn A Hành. Dưới ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm của nam nhân, Quý Lam Xuyên sáng suốt mà đem nửa câu sau nuốt xuống cổ họng. Cậu phát hiện, vị ba ba này của Tần Tử Hành thật đúng là ấu trĩ, mỗi lần thấy người khác tú ân ái thì lại tạc mao. Chẳng lẽ đây là oán niệm của kẻ độc thân 35 năm trời. Thu lại những suy nghĩ vớ vẩn, Quý Lam Xuyên thành tâm thể dưới cái nhìn của nam nhân, cháu đáp ứng ngài. Tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì gây tổn hại đến lợi ích của Tần gia. Sời, cùng lắm thì không làm ăn với đối thủ của Tần gia, cái này vẫn trong giới hạn mình chấp nhận được. Nhớ kỹ lời cậu nói,
Không khí trong phòng khách lập tức hòa hoãn lại. Tần Tam gia hơi dương mắt, cuối cùng cũng nhớ tới mình quên bảo đối phương ngồi xuống. Hay lắm Tam gia, bắt vợ mình đứng nãy giờ. Ngồi, theo thói quen day day chán, Tần Trinh lại nói, tối mai là đại thọ 70 của Hoắc lão gia, cậu đi cùng với tôi. Hoắc lão, này lại là vị nào? Khó có lúc gặp được nhân vật mà trong nguyên tác không nói đến, Quý Lam Xuyên lập tức hứng thú. Cậu nghe lời mà ngồi xuống sofa, sau đó thuận theo gật gật đầu. Hài lòng vì người này không hỏi nhiều, mi tâm Tần Trinh vừa mới giãn ra, liền nghe thấy đối phương do dự mà mở miệng, tiệc mừng thọ của Hoắc lão, A Hành, anh ấy có đi không ạ? Nếu như bị Tần Tử Hành bắt gặp mình và ba của hắn ở cùng nhau, Quý Lam Xuyên lại một phen hao tâm tổn sức đi giải thích. Bất động thanh sắc mà đánh giá biểu tình của Tần Trinh, Quý Lam Xuyên xác định mình nhìn thấy trong mắt đối phương một tia ghét bỏ, loại tiệc tùng này, mấy đám tiểu bối bọn bỏ còn chưa đủ tư cách để đi. Bọn họ, tiểu bối, nói cách khác là Bạch Thời Niên và một đám người Lê Phong sẽ không đến gây chướng mắt. Tâm tình nháy mắt chuyển biến tốt, cố tình trên mặt Quý Lam Xuyên làm ra bộ dáng mất mát, nói cháu đã biết. Làm bộ như không thấy biểu tình khổ sở của thiếu niên. Tần Trinh ném cho cậu một quyển tạp chí đang mở, tư liệu Hoắc gia, tự mình xem đi. Khó khăn nhận lấy tạp chí, Quý Lam Xuyên liếc mắt một cái, liền thấy được trong ảnh là một lão nhân có gương mặt hiền từ. Người nọ mặc bộ đồ đường, tinh thần mạnh mẽ, dáng vẻ vui tươi, làm người ta dễ dàng liên tưởng đến mấy cụ ông hàng xóm dưỡng hoa nuôi chim. Theo lời giới thiệu trong bài báo, gia chủ Hoắc gia, Hoắc Đạo Nhiên, là nhà sưu tầm đồ cổ nổi tiếng nhất Z quốc. Ông có ba người con trai và một người con gái, đều là bậc thầy trong giới thư pháp và hội họa. Tuy Hoắc gia không làm chính trị hay kinh doanh, nhưng vẫn nổi danh là thế gia ở thành phố M. Từ ngữ dùng trong bài báo này chính xác, không hoa mỹ, nhưng Quý Lam Xuyên vẫn cảm thấy có chút không nhất quán. Cùng ấn đường của Hoắc Đạo Nhiên có xương gồ lên, ngoài lông mày, người như này có thân phận địa vị cao, 8-9 phần có quan hệ với quân đội. Khép tạp chí lại, Quý Lam Xuyên thản nhiên đặt câu hỏi, lúc trước Hoắc lão làm việc trong quân đội. Lời vừa nói ra, người có lý trí khắc nghiệt như Tần Trinh, cũng không thể không thán phục bản lĩnh của thiếu niên. Không sai. Chính là 20 năm về trước, Hoắc lão gia tử là nhân vật vang dội trong giới quân đội. Bởi vì thượng tầng thế lực một lần nữa thay đổi, ông từ bỏ sự nghiệp khi đang ở trên đỉnh vinh quang để quay về nhà. Lắc mình một cái liền biến thành người thu thập đồ cổ. Những tư liệu này sớm đã bị các thế lực khác chôn vùi ở nhiều năm trước, các tiểu bối hiện giờ không biết được. Tần Trinh nhìn vào đôi mắt trong veo của thiếu niên, phát hiện mình đã đánh giá thấp đối phương. Không sai. Rốt cuộc cũng nhìn thấy nam nhân gật đầu, Quý Lam Xuyên nhẹ nhàng thở ra. Suýt chút nữa cho rằng chiêu bài của mình thất thủ. Bất quá, Tần Trinh muốn cậu đi cùng, chẳng lẽ là vì tòa đế vương lăng ở thành Tây sao? Hoắc lão có đứa cháu gái 6 tuổi, gần đây không biết vì sao ngủ lim lịm, tinh thần uể oải. Các chuyên gia khắp nơi vẫn chưa đưa ra được phương án điều trị hiệu quả. Cho nên tôi muốn thử phương thuốc cổ truyền của cậu xem. Nghe được Tần Trinh ám chỉ, Quý Lam Xuyên không xác định hỏi, Tam gia đang nói về chuyện tà quỷ. Đó là những gì mà người giúp việc Hoắc gia nói. Không tỏ ý kiến mà trả lời, Tần Trinh một bộ biểu tình, tôi chính là tùy tiện nghe một chút. Âm thầm cười trộm bộ dáng vịt chết cái mỏ vẫn cứng của đối phương, Quý Lam Xuyên lại không đồng ý ngay, cháu không thông thạo trừ tà bắt quỷ, có khả năng sẽ khiến Tam gia thất vọng. Bởi vì nhìn nhóm huynh đệ âm phủ quá cay đôi mắt, cho nên Quý Lam Xuyên rất ít khi nhận mấy mối làm ăn này. Không có kỳ vọng lấy đâu ra thất vọng, cầm thẻ ngân hàng ném vào trong lòng ngực thiếu niên, Tần Trinh liền đứng dậy, bảo cậu đi thì cậu đi, lấy đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy. 5 giờ chiều mai, không được đến trễ, có tiền liền tùy hứng, yên lặng siết chặt thẻ ngân hàng có 500 vạn trong tay. Quý Lam Xuyên tỏ vẻ nhất định phải nghiêm túc làm việc, tính khí không tốt thì đã sao. Một mỏ quặng lớn như này, cậu làm tốt, tự nhiên hắn sẽ ném tiền ngập mặt mình. Khó chịu lên lầu, Tần mỏ quặng lớn, Trinh, hắt xì. Lại nói, hôm nay như thế nào mà nhóc con kia không cười với mình. Chương 16 sửa sang lại cà vạt, Quý Lam Xuyên cơ hồ đã quên mất cảm giác mặc vest. Lúc trẻ thì không có cơ hội mặc, sau này thành danh, không ai dám quản, Quý Đại Sư, mặc cái gì. Quần áo là do Tần Trinh chọn, cho nên lúc này, cậu đứng ở bên người Tam gia, nhìn qua cứ như là bạn trai của đối phương vậy. Đêm nay là yến tiệc sinh nhật lần thứ 70 của Hoắc lão gia tử.
những nhân vật uy tín danh dự mang theo lễ vật lần lượt tới. Xe sang bên ngoài khách sạn đậu hết hàng này đến hàng khác. Giới truyền thông hình như được đánh tiếng gió, cho nên không có một ai dám lại đây chụp. Nói là tiệc sinh nhật, thực chất là nơi các vị khách đến để kiếm một ít lợi ích gì đó. Mà Tần Tam gia là người có thể một tay che trời ở thành phố M, nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Vì thế, Tần Tam gia nổi danh là không gần sắc đẹp, giữ mình trong sạch, lại mang theo bạn trai nam bên người. Khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến rớt cằm. Đó là một thiếu niên vừa mới đôi mươi, vẻ mỹ lệ của cậu làm người ta khó phân nam nữ. Diện mạo rõ ràng thanh thuần vô hại, nhưng mắt phượng cong cong cùng môi đỏ no đủ lại làm cậu tăng thêm vài phần sắc khí. Thiếu niên cong môi khẽ cười, sóng mắt lưu chuyển, câu động thần tâm của mọi người. Dáng người cao ráo, giới tính không cần nói cũng biết, nhưng cả nam nữ ở đây vẫn không tự chủ được mà vì thiếu niên cảm thấy kinh diễm. Xinh đẹp như vậy, chẳng trách được Tần Tam gia sủng ái. Cười cái gì mà cười, cảm thấy những ánh mắt đó nhìn về phía thiếu niên thật là chướng mắt, Tần Trinh một phen túm lấy cánh tay đối phương, Hoắc lão ở bên này, theo kịp. Cách hai tầng vải dệt, Quý Lam Xuyên cũng có thể cảm nhận được lòng bàn tay người kia hơi nóng. Sớm đã quen với kiểu động kinh của Tần Tổng, cậu trộm chửi thầm hai câu, liền ngoãn ngoãn đi theo phía sau. Ngay khi hai người rời đi, bầu không khí trong đại sảnh ấm áp trở lại. Trên người Quý Lam Xuyên mang theo một khí chất khó nói, cho nên trong lúc nhất thời, không có ai đem cậu cùng Bạch Thời Niên liên hệ với nhau. Đưa lên lễ vật đã chuẩn bị trước, Tần Trinh thái độ cung kính mà khom lưng, Hoắc lão. Không liên quan đến quyền thế địa vị, ba mẹ Tần Trinh lúc sinh thời có giao hảo với Hoắc lão gia tử. Từ một ý nghĩa nào đó, Hoắc đạo nhiên chính là trưởng bối duy nhất được Tần Trinh thừa nhận. Tiểu Trinh tới rồi, ông mạnh mẽ vỗ vỗ vai Tần Trinh. Lão già tóc hoa râm vẫn cứng rắn, trong tay cầm quải trượng gỗ đàn hương, ánh mắt nhìn về phía Quý Lam Xuyên cũng tràn đầy trêu ghẹo, như thế nào, đây là người trong lòng. Đối với lão nhân gia không có việc gì liền thích chơi đùa này, Tần Trinh đau đầu một trận, không phải, cậu ấy chỉ là. Không phải cái gì mà không phải, những năm trước ta có thấy cháu dẫn ai theo đâu. Giả vờ tức giận mà gõ quải trượng, Hoắc lão cười tủm tỉm nhìn về phía Quý Lam Xuyên, nhìn xem, đứa trên này lớn lên đẹp như này. Lại đi quen với đứa du mục ngật đáp sao như cháu, đúng là đáng tiếc. Sao ý chỉ là người đầu gỗ, thần kinh thô á, nhưng mình để nguyên cho đỡ thô. Tần thần kinh thô Trinh. Hắn không nên đem con thỏ con hấp dẫn ong bướm này tới đây. Khụ khụ, Quý Lam Xuyên đang cố nín cười, lại nhận thấy sát khí quanh người nam nhân, cậu ho nhẹ một tiếng. Chịu thương chịu khó mà đi giải vây giúp ông chủ mình, xin chào Hoắc lão gia, cháu là Quý Lam. Khác với lúc nhìn Tần Trinh, ánh mắt Hoắc lão gia tử không còn hiền hòa thân thiết như trước. Ánh mắt của ông sắc bén, giống như là một đao có thể phá vỡ lớp vỏ ngụy trang bên ngoài. Cho dù như thế, Quý Lam Xuyên vẫn ung dung để mặc người đánh giá, cũng không biểu lộ ra một tia khiếp đảm hay chột dạ. Không khí trong phòng trở nên ngưng trọng, ngay lúc Tần Trinh đang chuẩn bị lên tiếng giải vây cho thiếu niên. Hoắc lão gia tử đột nhiên cười lớn, tốt, là đứa nhỏ tốt. Không màng hơn thua, nhóc con này so với đứa út của Bạch gia còn tốt hơn nhiều. Ngài nói gì thì chính là đó, thấy trong chốc lát không thể giải thích hiểu lầm này, Tần Trinh dứt khoát đâm lao phải theo lao, Quý Lam thích trẻ con. Không biết hôm nay đóa đóa có tới không? Sợ nhóc ngơ ngác bên người không phản ứng kịp, hắn còn cố ý nhéo nhéo thắt lưng của cậu. Mà Quý Lam Xuyên một thân da thịt kiều nộn, lại thiếu chút nữa là gào vào mặt hắn. Mẹ nó, đau vãi, Tần Trinh đang khó hiểu vì sao trong mắt thiếu niên lại xuất hiện một tầng hơi nước. Sau đó, hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện vị trí mình nhéo có chút xấu hổ. Vòng eo thiếu niên mềm dẻo tinh tế. Quả thực rất khác so với hắn và những người đàn ông khác. Nhéo một chút liền mềm chân, nhóc con này sao mẫn cảm như vậy. Bị cặp mắt phượng ánh nước đảo qua, Tần Trinh làm bộ bình tĩnh mà thu hồi tay trái. Lòng bàn tay không tự chủ được mà vân vê hai cái. Thân thể đoá đoá không tốt, tiểu tứ đang ở trên lầu cùng nó. Suy nghĩ của ông bị cô cháu gái yêu quý lôi kéo, Hoắc lão cũng không có chú ý tới tương tác giữa hai người. Ông nhìn những vị khách ăn uống linh đình cách đó không xa, tự tự thở dài một hơi, nếu không phải có người trong cục, ta thật sự không muốn tổ chức bữa tiệc này chút nào. Thay vì nói là tiệc mừng thọ của ông, đây giống như là làm nhiệm vụ ông nên làm. Mọi người ở đây chỉ quan tâm đến việc mình có thể nhận được bao nhiêu lợi ích trong bữa tiệc này. Bao gồm cả Hoắc gia,
cũng cần có nhân mạch để duy trì. Vẻ mặt Tần Trinh nhàn nhạt, nếu không muốn làm thì luôn có cách. Ngạo khí như Tần gia, cho nên lúc Tần Trinh lên nắm quyền, Tần thị liền không tổ chức bất kỳ tiệc hội nào trong vòng. Ta đã già, không có tinh lực mạnh mẽ như cháu. Hoắc lão thu hồi cảm khái trong nháy mắt, lên lầu ba rẽ phải, mang bạn trai nhỏ của cháu đi đi. Bị một câu, bạn trai nhỏ, dọa đến kinh sợ, Quý Lam Xuyên thiếu chút nữa hóa đá tại chỗ. Cậu cùng chân cùng tay mà đi theo sau Tần Trinh, lại nghe được Hoắc lão tự cho là mình nhỏ giọng nói thầm, châu già gặp cỏ non. Sao mấy tiểu tử thúi trong nhà lại không có bản lĩnh như vậy? Châu già Tần Trinh, cỏ non Quý Lam Xuyên. Liếc mắt nhìn thấy sắc mặt đen như đáy nồi của nam nhân, Quý Lam Xuyên nhanh chóng an ủi, nam nhân 35 chi hoa, tam giang đang ở tuổi tráng niên chính trực, khẳng định sẽ có nhiều cô gái trẻ thích. Càng nghe càng giận, Tần Trinh âm thầm nghiến răng, cô gái trẻ. Nhớ đến xu hướng của Tần Tử Hành không có bị răn dậy, Quý Lam Xuyên lập tức chân chó mà sửa miệng, con trai cũng vậy. Bởi vì trước đó cố kìm nước mắt, đôi mắt của thiếu niên vẫn còn hai vệt đỏ chưa biến mất. Cặp mắt kia trong trẻo quá mức, thậm chí Tần Trinh còn có thể nhìn thấy hình bóng nho nhỏ của hắn ở trong đó. Khí chất nổi bật, đôi mắt biết nói đổi tới đổi lui. Giống như làm nũng mà la hét, ôm ta một cái nha, ôm ta một cái nha. Lông mi như cánh quạt rung lên một chút, ma xui quỷ khiến thế nào mà Tần Trinh định cho đối phương một cái ôm. Đột nhiên hắn ý thức được trạng thái của mình không đúng, liền hạ tay phải đang muốn nâng lên một nửa, quay đầu đi lên cầu thang, ồn ào. Quý không nói lời nào, Lam Xuyên, từ khi tiếp xúc với Tần Trinh, cậu cảm thấy nguyên chủ có thể sống đến cuối cốt truyện đúng là kỳ tích. Mạch lão nam nhân này khác thường, lực sát thương đủ để so sánh với bà mẹ chồng ác độc 10 phần. Cũng may hôm nay có chuyện quan trọng trong người, Tần Trinh không rảnh cùng mình so đo nhiều. Cánh cửa phòng trên lầu 3 vừa mở ra, Quý Lam Xuyên liền nhận thấy một cỗ sát khí nồng đậm. Trong phòng có một người phụ nữ đang ngồi, nhìn qua ngũ quan, hẳn là người này có quan hệ huyết thống với Hoắc lão gia tử. Nhưng tuổi tác không lớn, thoạt nhìn còn trẻ hơn Tần Trinh vài tuổi. Khí chất dịu dàng, phong độ trí thức nồng hậu, Quý Lam Xuyên xác định đối phương chính là con gái út, tiểu tứ, của Hoắc lão. Bên cạnh cô còn có cái giường nhỏ cách đó không xa, nằm trên giường là một bé gái khoảng 5,6 tuổi. Anh Tần, sao anh lại tới đây? Thấy người đến là Tần Trinh, cô kinh ngạc đứng dậy đón chào, vị này là... Quý Lam, theo bản năng mà bỏ qua phần giải thích thân phận thiếu niên, Tần Trinh giới thiệu đơn giản, Hoắc Văn Ngữ, con gái của Hoắc lão. Không xác định được đối phương có nhìn ra manh mối nào hay không, Tần Trinh không chút chột dạ mà đem nguyên do đẩy lên đầu thiếu niên, cậu ấy thích trẻ con, một hai phải bắt tôi dẫn đi lên xem đoá đoá. Quý liên tục cõng nồi, Lam Xuyên, được rồi, ngài là ba ba, ngài nói gì cũng đúng. Thiếu niên thẹn thùng mà mỉm cười, lại có bộ dáng ngoan ngoãn đến mức làm người ta khó lòng cảnh giác. Hoắc Văn Ngữ tự cho mình đã nhìn ra chân tướng, thấp giọng nói, thật sự không khéo. Hiện tại đoá đoá có chút không thoải mái. Lúc nãy còn ổn, cũng không biết rốt cuộc là như thế nào. Nghe thấy người lớn nói chuyện, bé gái ôm yếu mở to đôi mắt nhìn, giữa mày của bé hiện lên một màu xanh đen mà mắt thường không nhìn được. Sắc tướng này là sự tà hung mà không phải chính cát, thanh chủ sợ hãi bệnh tật. Hắc chủ đại sát tử vong. Trong lòng Quý Lam Xuyên đã có đáp án, nhưng không biết Tần Trinh có muốn giải quyết công khai hay thôi. Nhìn cánh tay trái buông thõng của đối phương ở trước mặt, ngón tay Quý Lam Xuyên khẽ nhúc nhích, bất động thanh sắc mà đến gần lòng bàn tay Tần Trinh. Nói, thừa dịp hắn cùng Hoắc Văn Ngữ nói chuyện, Quý Lam Xuyên viết rõ từ, nói, vào lòng bàn tay Tần Trinh. Để biểu đạt nghi vấn của mình, cậu còn ngoạc một dấu hỏi chấm rõ mạnh. Cảm nhận được ngón tay của thiếu niên đang không ngừng trêu chọc lòng bàn tay mình, Tần Trinh dừng nói, không thể nhịn được nữa mà nắm lấy ngón tay đối phương. Nghĩ lầm đây là tín hiệu hành động, Quý Lam Xuyên cúi đầu ngậm miệng, tận chức tận trách mà đóng vai bình hoa. Mãi cho đến khi Hoắc Văn Ngữ đưa hai người ra cửa, cậu mới nghe thấy giọng nói hơi khàn khàn của nam nhân, cậu làm cái gì? Là đưa ám hiệu đó à? Bị giọng nói đầy hormone nam tính phả bên tai, hiếm khi Quý Lam Xuyên nói chuyện lắp bắp, về nguyên nhân bệnh của Hoắc tiểu thư, không phải là tam gia không cho cháu nói sao. Mơ hồ nhớ lại xúc cảm mềm mại khi chạm vào ngón tay thiếu niên, trí nhớ tuyệt hảo của Tần tam gia nhất thời nghẹn lời. Hắn định nói cái gì đó, liền thấy Hoắc lão gia tử cùng mấy vị khách đang nhìn qua bên này. Chuyện này lát nữa rồi nói, cậu đi dạo trước đi.
Biết thiếu niên không có kinh nghiệm trong mấy trường hợp như này, Tần Trinh nhanh chóng dặn dò thêm, đừng chạy lung tung, đừng gây rắc rối, hiểu không? Vâng, nhìn thấy thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu, mặt mày của Tần Trinh không khỏi mềm xuống một chút. Trước khi xoay người, hắn lại bổ sung một câu, gặp phải phiền toái thì đi tìm tôi, đừng ngây ngốc mà làm mất mặt Tần gia. Tự động đem câu này phiên dịch là, ba che cho con, tiểu nhân trong lòng Quý Lam Xuyên vẫy khăn tay vui vẻ mà chào tạm biệt Tam gia. Cậu ghét nhất là mấy kiểu yến hội như thế này. Mỗi lần chào hỏi xong là đi tìm một nơi không người để đứng. Thừa dịp sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Tần Trinh. Quý Lam Xuyên vội vàng đi xuống cầu thang bên kia. Nhưng đen đủi thế nào mà lại vô tình đụng phải một người quen. Nhìn thụ chính mặc một trang phục màu trắng ở trước mắt. Quý Lam Xuyên bi phẫn gào lên. Cái gì mà tiểu bối không có tư cách để đến. Tổng tài ba ba, anh gạt tôi. Contact tốt chương 17 đến dự tiệc mừng thọ của Hoắc lão đều là những nhân vật có tiếng tăm. Mà các thế gia cũng sẽ không mang theo tiểu bối chưa thể đảm đang một phía đến. Nhưng Bạch Thời Niên lại bất đồng. Thứ nhất, Dương Cầm của y có liên quan đến nghệ thuật. Điều này tương đối phù hợp với tính nết người Hoắc gia. Thứ hai, ba của y có tâm muốn khoe khoang con trai, cho nên cố ý dẫn y tới đàn mấy khúc để chúc mừng. Kiếp trước, Bạch Thời Niên ở nước ngoài, tự nhiên sẽ không biết có chuyện này. Vì vậy, sau khi nghe ba mình thông báo cho, trong lòng liền cảm thấy hưng phấn lâng lâng. Có kinh nghiệm của kiếp trước, kỹ năng đánh đàn của y đã vượt xa so với tuổi 22. Chờ tiệc mừng đêm nay qua đi, con út Bạch gia chắc chắn khiến người trong vòng lau mắt mà nhìn. Đáng tiếc, khi Bạch Thời Niên còn đang ôm nguyện vọng tốt đẹp. Lại ở trong tiệc mừng thọ nhìn thấy người không nên có mặt ở đây. Sao cậu lại ở chỗ này? Nhìn lướt qua trang phục màu trắng của thiếu niên không khác gì mình, lông mày Bạch Thời Niên nhăn lại, có thể kẹp chết một con ruồi. Chẳng cần biết Tần Tử Hành có dụng ý gì, y cũng không chịu nổi hàng giả thấp kém trước mặt này. Ác ý của nhân vật chính không thèm che lấp, Quý Lam Xuyên vừa xuống được một nửa đường cũng thực oan uổng, Hoắc gia là Tần Trinh muốn tới, quần áo cũng là do Tần Trinh chọn, có trời mới biết cà vạt cùng tây trang trói buộc cậu đến mức nào. Bạch thiếu gia, biết không thể nói rõ mục đích của chuyến này đến, Quý Lam Xuyên khách khí gật đầu rồi định chạy lấy người. Tuy cậu thích chơi đùa cùng Bạch Thời Niên, nhưng đây là trường hợp đặc biệt, cậu càng phải phân biệt rõ cái gì là nặng nhẹ nhanh chậm. Vả mặt hay cho đối phương một bài học đều không khó. Nhưng nếu ném thể diện của Tam gia đi, đó mới là sai lầm lớn nhất đêm nay. Đáng tiếc, Quý Lam Xuyên muốn một điều nhịn chín điều lành, nhưng Bạch Thời Niên lại không chịu buông tha cho cậu. Từ nhỏ y đã được ngàn vạn kiều sủng mà nuôi lớn. Giờ phút này thấy thiếu niên nhượng bộ, y liền cho rằng đối phương sợ mình. Không chịu nói, duỗi tay cản thiếu niên lại, mắt Bạch Thời Niên mang theo khinh thường, có thể đến được tiệc mừng thọ của Hoắc gia, để tôi đoán xem. Cậu đã trộm bò lên giường biết bao nhiêu người. Dừng lại bước chân, sắc mặt Quý Lam Xuyên bình tĩnh, không nhiều lắm, chỉ một mình A Hành thôi. Đừng ở chỗ này lừa mình dối người nữa. Mạnh mẽ áp lửa giận xuống, Bạch Thời Niên lần này không làm hành động thất thố, cậu chỉ là hàng giả, A Hành căn bản là không thượng cậu. Kinh ngạc trước sự táo bạo của thụ chính, Quý Lam Xuyên hơi mở to hai mắt. Nghĩ lầm mình đã chọc trúng nỗi đau của đối phương. Bạch Thời Niên nâng cằm lên tỏ vẻ đắc ý. Vô luận kiếp trước như thế nào, một đời này A Hành vẫn là sạch sẽ. Có lẽ đi, Quý Lam Xuyên không thèm để ý mà cười. Chỉ nhớ kinh người của Quý Lam Xuyên nhớ tới một chi tiết nào đó trong nguyên tác. Cậu thoáng nghiêng đầu dựa sát vào đối phương, nhả khí như gió ở bên tai tình địch. Trên lưng của A Hành có vết bớt, Bạch thiếu gia có biết không? Tiếng cười của thiếu niên khàn khàn, còn mang theo vài phần trào phúng như bất cần đời. Dường như trong mắt cậu, tiểu thiếu gia Bạch gia cao cao tại thượng, cũng chỉ có thể nằm dưới thân nam nhân hưởng thụ mà thôi. Đừng đem tôi so sánh với cậu, bị ánh mắt đối phương khiêu khích, bỗng Bạch Thời Niên lùi về phía sau một bước. Y cùng A Hành là thật lòng yêu nhau, còn Quý Lam chỉ là một tiện nhân bán đứng thân thể thì tính là thứ gì. Hận không thể xé nát cặp mắt câu nhân của người kia, Bạch Thời Niên không buông tha mà tiếp tục truy vấn, nói. Rốt cuộc là ai mang cậu tới nơi này? Trốn A Hành ra ngoài tìm nam nhân khác, cậu đúng là không biết xấu hổ. Ai bảo trên phương diện nào đó, năng lực của Tần Tử Hành chỉ tạm được chứ. Ánh mắt chợt lóe lên, Quý Lam Xuyên hơi nghiêng đầu, cố ý để đối phương che hơn nửa khuôn mặt của mình, cũng không chút che giấu sự chán ghét, đuôi lông mày nhướng lên vẻ phong tình, thật không dám giấu giếm. Yến tiệc hôm nay là Tam gia mang tôi tới. Có lẽ,
nếu không lâu nữa, Bạch thiếu gia còn phải đổi cách xưng hô, gọi tôi một tiếng mẹ nhỏ đó. Giọng điệu của thiếu niên rất gợi đòn, giống y như tiểu nhân đắc chí vậy. Lý trí dây thần kinh của Bạch thời niên, phụt một tiếng, liền giơ tay phải đánh lên mặt thiếu niên. A, như trong dự đoán không có đau đớn, Quý Lam Xuyên mở mắt ra làm bộ khó hiểu. Quả nhiên, thấy được Tần Trinh kịp thời đi tới. Gần đây cậu diễn khóc rất có tiến bộ, trong nháy mắt, nước mắt đã chuẩn bị chiến đấu. Thấy đối phương một giây liền biến đổi sắc mặt, Bạch thời niên, mẹ nó, tiện nhân. Tam gia, nhỏ giọng gọi một tiếng, thiếu niên tựa như đứa nhỏ đáng thương, rốt cuộc đã tìm được chỗ dựa. Cậu không muốn khóc, nhưng một giọt nước mắt vẫn dính ướt lông mi. Ghét bỏ mà buông cổ tay Bạch thời niên ra, Tần Trinh cầm khăn tay, lại lần nữa mà ném vào lòng ngực đối phương, mất mặt. Nếu không phải trong lúc vô tình hắn liếc nhìn qua đây, có lẽ ngu ngốc này đã đứng yên để người ta cho một cái bạt tai. Ẻm nó chưa tát ai thì thôi, ở đấy mà tát ẻm. Tiếp được khăn tay, mạch não Quý Lam Xuyên hoàn toàn chạy lên trời, có tiến bộ có tiến bộ. Cứ nhiên lần này, tổng tài ba ba không có ném vào mặt. Che lại cổ tay đau nhức, ánh mắt Bạch thời niên kinh ngạc mà đảo qua đảo lại giữa Tần Trinh cùng thiếu niên. Tần thúc thúc cư nhiên vì một người ngoài ra mặt, chẳng lẽ lời của tiểu tiện nhân Quý Lam nói đều là sự thật. Một nam nhân hầu hai chồng, A Hành, anh ấy bị chính ba ba của mình cậy góc tường. Tin tức này quá mức kinh bạo, Bạch thời niên hoàn toàn quên mất mình phải phản ứng như thế nào. Ngay cả khi biết về sự tồn tại của hiệu ứng cánh bướm, y cũng chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ chuyển biến lớn như vậy. Tần thúc thúc, cho dù cổ tay đau nhức, Bạch thời niên cũng phải cúi đầu cung kính chào hỏi. Bởi vì đối phương không chỉ là ba của A Hành, mà Tần Tam gia còn là người nắm giữ sinh tử của người khác. Tần Trinh không lên tiếng, cũng không thèm liếc y một cái, Quý Lam ở Tần gia, tuy không có bản lĩnh gì. Nhưng cũng không phải chó mèo để người khác khi dễ. Tiệc mừng thọ đêm nay, Bạch Hải Vinh không nên mang tiểu bối tới. Kia, không phải ngài cũng mang theo Quý Lam sao? Trong lòng không phục, nhưng Bạch thời niên không dám phản bác dù chỉ một chữ. Cũng may đối phương không bắt y một hai phải đáp lời, chỉ trầm giọng nói với thiếu niên cách đó không xa, theo kịp. Ngoan ngoãn mà đi theo nam nhân xuống lầu, dư quang Quý Lam Xuyên liếc qua cổ tay Bạch thời niên. Đều là nạn nhân của Tam gia, cậu đương nhiên biết, vừa rồi có bao nhiêu đau đớn. Đây chính là quy tắc sống của Quý Lam Xuyên, không quan tâm là tự mình ra tay hay dựa vào sức người khác. Chỉ cần ngươi dám gây chuyện, tiểu gia ta liền có một vạn biện pháp làm ngươi đau. Nhìn đến ánh mắt chiến thắng của thiếu niên, Bạch thời niên cảm thấy phổi sắp bị đối phương làm cho tức phát nổ. Nhưng bình tĩnh ngẫm lại, Quý Lam cùng Tần thúc thúc thật sự là quan hệ này sao? Người thanh tâm quả dục như Tam gia, thật sự coi trọng một tiểu bạch kiểm thấp kém mà lại phóng đãng như vậy. Không dám cũng không muốn tin tưởng, Bạch thời niên nghi ngờ đối phương chính là cáo mượn oai hùng. Nhưng nghĩ đến màn độc tấu piano kế tiếp, y không khỏi hận Tần Trinh vì đã ra tay giáo huấn mình. Đều nói là yêu ai yêu cả đường đi, rõ ràng là ba của A Hành. Tần Trinh vì sao lại cứ bất cận nhân tình như vậy? Không có hứng thú đi suy đoán thụ chính nghĩ cái gì, Quý Lam Xuyên vội vàng đuổi kịp bước chân Tần Trinh. Nói thật, cậu không muốn dùng quá nhiều người không liên quan để trói buộc nhân quả. Nhưng mỗi lần cậu ở thời điểm chật vật, đối phương lại đột nhiên xuất hiện. Quý Lam Xuyên giỏi lợi dụng tình thế, nhưng lại không thích đùa giỡn lòng người. Đặc biệt là người tốt Tần Trinh đã được cậu chứng thực. Lợi dụng đối phương để diễn kịch, thế mà làm cậu sinh ra một chút áy náy khó có được. Sao không nói lời nào? Chột dạ, bởi vì cậu cố ý để cậu ta đánh cậu. Nam nhân mặc tây trang màu đen, mặt không biểu tình hỏi. Tần Trinh đã biết, siết chặt góc áo, Quý Lam Xuyên còn chưa kịp nghĩ nên giải thích như thế nào, liền nghe thấy đối phương nói tiếp, đối với cái gọi là tình yêu, cậu thật nguyện ý từ bỏ. Từ từ, cái gì tình yêu? Dùng 2 giây để hiểu mạch não của Tần Tổng, thiếu niên bất đắc dĩ rũ mắt, cháu vốn dĩ cũng không có tư cách đánh trả. Mất công vừa rồi mình còn áy náy vì lừa gạt đối phương, nguyên lai người này sớm đã nhìn ra cậu đang diễn kịch. Cũng may, Quý Lam Xuyên không có làm rớt hình tượng thâm tình của nguyên chủ. Bằng không, chuyện ngày hôm này, cậu thật không biết nên giảng hòa thế nào. Không có tư cách, ai định, cậu sao? Nhớ lại sự lạnh lùng chợt lóe trong mắt thiếu niên vào sáng sớm ngày nọ, Tần Trinh cảm thấy, nhóc con này hẳn không phải là nhu nhược, Tần gia 10 năm trước, cũng bị các đại thế gia nói không có tư cách lưu lại trong cái vòng này. Cầu thang đã đi hết, chỉ cần rẽ một khúc quanh nhỏ,
phía trước chính là sảnh đại tiệc ăn uống linh đình. Tần Trinh không nói nữa, chỉ ngẩng đầu cất bước đi ra ngoài. Nhìn bóng dáng không bị bất luận chuyện gì làm áp lực suy sụp, Quý Lam Xuyên bỗng dưng lý giải được sức hấp dẫn độc nhất vô nhị của Tần Tam gia trong nguyên tác, có thể khiến nam nữ xuất thân từ các thế gia đua nhau tìm đến. Bất đồng với hào quang người thế kế Tần Tử Hành, không có Tần gia, Tần Trinh vẫn như cũ là Tần Trinh. Quý Lam Xuyên nhếch lên khóe miệng, đột nhiên cảm thấy, mình làm việc cho một ông chủ như vậy rất không tồi. Ít nhất trong số những khách hàng mà cậu gặp ở kiếp trước, chưa từng có người nào hợp ý với cậu như vậy. Thấy Tần Trinh biến mất vô cớ, lại mang theo một người về. Hoắc lão gia cái gì cũng không hỏi nhiều, nhàm chán mà hạ màn bữa tiệc, ông nhìn phía đàn piano đặt ở bên phải đại sảnh, Bạch Hải Vinh mang theo con trai tới. Ta cũng không thể không cấp cho hắn cái thể diện được. Không giống như con trai và con gái của mình, Hoắc lão chỉ quan tâm đến đồ cổ và nghệ thuật phương Đông. Vì vậy, trong mắt ông, Vương Tử Dương cầm Bạch thời niên học thành trở về, cũng chỉ giống như những tiểu bối khác. Nguyên chủ tuy rằng xuất thân ở học viện nghệ thuật, nhưng đối với mấy môn học khác ngoài vũ đạo chỉ là gia lông. Mà bản thân Quý Lam Xuyên cũng không có tí tế bào nghệ thuật gì. Sau khi nghe xong đoạn biên tấu chúc mừng sinh nhật, cậu liền chuyên chú vào ăn ăn uống uống. Bề ngoài của cậu rất đẹp, chỉ đứng yên một chỗ ăn điểm tâm thôi cũng có thể tạo nên cảnh đẹp ý vui. Khúc nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên không ngừng. Ngay cả Quý Lam Xuyên là tình địch trên danh nghĩa, cũng không thể không thừa nhận, Bạch thời niên ở phương diện này vô cùng có thiên phú. Nhưng sự thật đã chứng minh, chính chủ cùng thế thân vĩnh viễn không thể sống chung hòa bình. Quý Lam Xuyên vừa mới nuốt một ngụm bánh kém dâu tây, liền thấy ánh mắt của mọi người, nhất trí nhìn về phía mình. Có chuyện gì vậy, ăn có hai miếng bánh thôi mà áp lực thế. Tôi vừa mới gặp một vị đồng học xuất thân từ học viện nghệ thuật. Thứ cho thời niên mạo muội vì đã làm anh hùng, tôi cũng không muốn một mình chiếm giữ cây đàn piano này. Bạch thời niên nở nụ cười ôn hòa, mắt nhìn thẳng vào thiếu đang thất thần đứng trước quầy tự phục vụ, Quý Lam, có thể lên đàn một khúc được không? Như thế nào, cuối cùng vẫn là lựa chọn không tin Tần Trinh sẽ đứng ở phía sau chống lưng cho mình sao? Bình tĩnh liếm kem trên môi, Quý Lâm Xuyên cười khiêm tốn, cảm ơn ý tốt của Bạch thiếu gia. Nhưng chơi hay không chơi, còn phải xem Hoắc lão có muốn nghe hay không. Chương 18 Quý Lam Xuyên vừa dứt lời, không ít khách nhân mới phản ứng lại. Đây là Bạch thời niên tự chủ, bất kể là có quan hệ tốt hay thưởng thức lẫn nhau, đối phương cũng không nên lấy giọng khách lấn át giọng chủ. Hài lòng với sự thức thời của Quý Lam Xuyên, Hoắc lão cũng vui vẻ mà bán cho Tần Trinh một cái mặt mũi, nghe đàn hoài cũng chán. Nếu cậu có bản lĩnh khác, không ngại lấy ra để cho lão nhân ta mở rộng tầm mắt. Nghe thấy Hoắc lão nói như vậy, sắc mặt Bạch Hải Vinh đại biến. Vô luận là tiểu tử Quý Lam kia ứng đối như thế nào, niên niên nhà ông cũng đã bị chụp cho cái mũ tự làm chủ. Dù việc này sẽ bị áp dưới danh hào quang của mấy giải thưởng quốc tế, nhưng sau khi tiệc mừng thọ kết thúc mấy ngày, niên niên nhất định sẽ thành trò cười cho người trong vòng. Đại não cấp tốc vận chuyển, tâm tư của Quý Lam Xuyên là lướt hơn Bạch Hải Vinh rất nhiều. Lời nói của Hoắc lão không chê vào đâu được, nhìn như giúp cậu tránh được xung đột xương cầm. Mà trên thực tế, lão nhân này cũng ném cho cậu một vấn đề khó khăn. Nếu không thể lấy ra bản lĩnh khác, cậu sẽ quẫn bách giống như Bạch thời niên ở trên đài. Hai, đúng là gừng càng già càng cay. Không muốn Tần Trinh bị mất mặt, cặp mắt phượng của Quý Lam Xuyên nhìn thoáng xung quanh. Thản nhiên bứt một phiến lá xanh từ chiếc bình hoa dùng để trang trí ở bên cạnh, vậy vãn bối liền bêu xấu. Cái gì, thổi lá cây, đây đã là thời đại nào rồi, cư nhiên còn có người chơi một thứ, nhạc cụ, mà ngay cả trẻ con cũng nhìn không lọt. Vì hành động không đâu vào đâu của thiếu niên mà cảm thấy buồn cười. Nhưng Bạch thời niên lại không nhịn được mà nhìn về chiếc lá xanh đang đặt trên cánh môi của đối phương. Trong lòng y dâng lên một loại bất an, mà loại này bất an, giống như là đang ở tầng thứ nhất âm phủ, trong nháy mắt đã bò lên tới đỉnh núi. Không cần microphone thu âm, âm thanh réo rắt từ phiến lá nho nhỏ kia, cũng truyền tới tai mọi người một cách rõ ràng. Trong nháy mắt như được trở về rừng trúc biển hoa. Giai điệu do thiếu niên thổi không có bao nhiêu vui sướng, nhưng lại tràn đầy vị hoang dã hiếm thấy ở thành phố. Mà mọi người ở đây cho rằng, đây là một làn điệu đồng quê giản dị. Bỗng mặt mày thiếu niên nghiêm túc, lại dùng phiến lá xanh thổi ra một bản chinh phạt ngựa sắt vàng. Ở tiệc mừng thọ triển lộ sát khí, Quý Lam này, không phải bị điên rồi đi. Theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía Hoắc lão,
Bạch Thời Niên lại từ trong mắt đối phương bắt được gặp một tia đầy tán dương. Mắt thường không thể nhìn thấy linh khí lơ lửng cùng rung động trên không trung. Nó đang nâng niu phiến lá xanh mỏng manh trong miệng thiếu niên kia. Chờ khi giai điệu chuyển từ phấn khích sang thản nhiên, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy một trận mạc danh thần thanh khí sảng. Đặc biệt là Tần Trinh có cảm giác nhạy bén với linh khí, càng cảm thấy cơn đau đầu bấy lâu của mình cũng thuyên giảm. Hay hay hay, liên tiếp nói ba từ, hay, Hoắc lão lập tức vỗ tay cười to, réo rắt mà trầm thấp, như bay bổng mà lại tĩnh lặng. Hôm nay đúng là làm khó cậu rồi. Đây chỉ là một đoạn nhỏ trong dấu bé đường thư cũ dấu lớn, muốn tạo niềm vui cho Hoắc lão. Lấy phiến lá ra, cánh môi thiếu niên đã nhiễm một tầng diễm lệ ửng đỏ. Cậu cúi đầu, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nhẹ nhàng nhận lấy lời khen của đối phương. Đây chỉ là một thủ thuật nhỏ để dẫn động linh khí, chỉ là những người trong bữa tiệc, lần đầu tiên nghe qua, liền cảm thấy nó hết sức thú vị. Nếu nhìn lại kiếp trước của Quý Lam Xuyên, quả thực xứng đáng được gọi là một đoạn quái đàm đô thị cấp 3, nhân vật chính sinh ra đã là một cô nhi không cha không mẹ, ở trong viện phúc lợi ngây người vài năm. Bị nhóm lừa đảo trốn trong khu ổ chuột bắt cóc, cũng may vận khí cậu không tồi, không có bị chặt tay chặt chân mà trốn thoát được. Sau khi lớn hơn một chút, một mình ở dưới cầu vượt giả trang hành nghề lừa gạt. Lúc đó, đôi mắt âm dương không kiểm soát được khiến cậu cực kỳ sợ hãi. Quỷ khí, âm hồn bay lượn xung quanh, càng làm cậu muốn tìm cái chết. Nhưng có lẽ số mệnh chưa tuyệt đường, năm ấy 16 tuổi, Quý Lam Xuyên gặp một lão nhân đã làm thay đổi cuộc đời mình. Đối phương thu cậu làm đồ đệ rồi dẫn cậu trở về núi, cầm tay chỉ dạy cậu đọc kinh duyệt điển, suy đoán thiên cơ. Vì thế, từ một quý tiểu ngũ ở khu ổ chuột, nhoáng cái 6 năm sau, trong thành phố S liền có một quý đại sư lừng danh. Quý Lam Xuyên từ trước đến nay làm người tiêu sái, nhưng đoạn giai điệu này đã gợi lên u sầu trong lòng cậu, bởi đây là khúc mà sư phụ đã truyền dạy cho cậu. Không vui, nhìn thấy người thiếu niên đi về phía mình, Tần Trinh đưa cho đối phương một ly sâm panh, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ vui vì thắng Bạch Thời Niên. Sau sự việc này, người sáng suốt đều nhìn ra được là thể diện Bạch gia đã bị đứa con út ném đi. Nuốt xuống một ngụm rượu màu hổ phách, Quý Lam Xuyên giơ ly không lên, cảm ơn Tam gia cùng Hoắc lão đã cất nhắc. Cậu lúc này tâm tình không tốt, thật sự không có hứng thú làm bộ diễn kịch, thờ ơ mà nhìn bữa tiệc tối náo nhiệt trước mặt. Quý Lam Xuyên hoàn toàn không để ý tới những ánh mắt trong sáng ngoài tối đánh giá. Rõ ràng đang đứng ở trong vòng phồn hoa, nhưng thiếu niên giống như là đứng trên đỉnh núi tuyết u tĩnh nhất. Ngay cả khi đôi mắt phượng vốn luôn quyến rũ đa tình, cũng bị khí chất của cậu áp ra ba phần lạnh lẽo. Đây là một biến hóa rất phi diệu, ít nhất chỉ có một người là Tần Trinh phát giác ra. Chẳng qua cậu cùng nguyên chủ cũng có phần giống nhau, cho nên Quý Lam Xuyên cũng không bị lộ tẩy lắm. Không tự chủ được mà rời tầm mắt đến đôi môi hồng nhuận của thiếu niên, ánh mắt Tần Trinh hơi trầm xuống, nó tên gọi là gì? Có thể làm cho đối phương sinh ra một xúc động lớn như thế, đoạn khúc này nhất định có ý nghĩa đặc thù gì đó. Tên, mi mắt cong cong, sự lạnh lẽo quanh thân thiếu niên tan biến, phảng phất như bị người ta kéo từ trên mây rơi xuống trần thế, không có tên, cháu chỉ ghép nó lại với ba giai điệu nhỏ. May mà bản lĩnh này đã theo cậu 9 năm. Dù thay đổi thân xác mới cũng không cảm thấy xa lạ. Nhìn vào đôi mắt trong trẻo của thiếu niên, Tần Trinh nảy ra một nghi vấn vô cớ, cậu thật sự yêu Tần Tử Hành. Đây quả thực là một câu hỏi hoang đường. Nhìn biểu tình kinh ngạc của đối phương, Tần Trinh cũng cảm thấy gần đây mình rất không bình thường. Mỗi tiếng nói, cử động của thiếu niên không hề lộ ra sơ hở, ngay cả Tần Trinh cũng chưa từng hoài nghi tình yêu của Quý Lam dành cho Tần Tử Hành. Nhưng hắn lại không thể hiểu được mà cảm thấy biệt nữ. Thật giống như đứa con trai nuôi kia của hắn, rất không xứng với thiếu niên. Đường đường là người kế thừa Tần thị mà lại không xứng với tiểu Bạch Kiểm chưa cả tốt nghiệp đại học. Nếu lời này để người ngoài nghe được, chắc chắn sẽ cảm thấy đầu óc của Tần Tam gia có vấn đề. Tình yêu cũng có thể trở thành một loại thói quen. Quý Lam Xuyên trả lời mơ hồ. Cậu không nói quá rõ ràng. Dù sao, cậu cũng chắc chắn sẽ không cùng Tần Tử Hành dây dưa cả đời. Một ngày nào đó, kết thúc nhân quả của nguyên chủ, cậu sẽ trở lại làm Quý Lam Xuyên. Nhìn thấy ly sâm panh cạn đáy, Tần Trinh lúc này mới phát giác, mình đã quan tâm đến tình cảm đời sống của hậu bối quá mức. Hắn không thích mình bị mất khống chế như vậy, liền mạnh đem đề tài đổi đi, nguyên nhân đoá đoá bị bệnh. Một giây từ, ba chồng chi tâm, đổi thành, bá tổng cao lãnh, Quý Lam Xuyên không cần tốn nhiều sức để đuổi kịp sắc mặt của Tần Trinh,
trên cổ của đứa bé có đeo một khối ngọc hàm. Sợ đối phương không biết danh từ lạ này, cậu còn cố ý bổ sung một câu, chính là ngọc táng sao đặt trong miệng người chết. Sao ngọc táng là hình thức ngọc hóa cho cốt để an táng. Cho cốt sau khi được ngọc hóa trở thành những viên ngọc thường có màu trắng tinh khiết, thanh sạch và trường tồn với thời gian. Gia quyến có thể lưu giữ, thờ cúng và tưởng niệm linh ngọc bình an ở nơi trang nghiêm nhất theo di nguyện của người đã khuất. Thuyết văn giải tự có nói, hàm, viên ngọc để trong miệng người chết. Thời rét cổ đại, chú trọng văn hóa mai táng, thợ thủ công thường điêu khắc ngọc ve làm hàm, lấy ngụ ý, xác ve sống lại, linh hồn kéo dài. Bất quá, Quý Lam Xuyên đã hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, chưa từng thấy người nào sống lại vì ngọc hàm. Ngọc hàm hình con ve sầu rất phổ biến ở Hán Triều, mà các triều đại khác cũng dập khuôn với hình dạng này. Trên cổ đóa đóa đeo ngọc hình con cá, cháu không nhìn ra niên đại của nó. Chỉ có nhìn thấy sát khí bám ở bề ngoài mặt. Thật ra, đây có thể tính là Hoắc lão nhìn lầm, dù sao ngọc hàm cũng không có hình dạng và cấu tạo rõ ràng. Chỉ cần không tự mình lấy ra từ miệng người đã mất, lại trao qua tay khắp nơi. Như vậy, không ai có thể đoán ra được nguồn gốc thực sự của nó. Vì bảo đảm, chết không không khẩu, thi thể không hóa, hầu hết nguyên liệu làm ngọc hàm đều có chất lượng tuyệt hảo. Lấy phong cách của Hoắc lão, sẽ chọn nó cũng không phải là điều lạ lẫm gì. Thấy Tần Trinh vẫn cau mày, Quý Lam Xuyên vì ông chủ mà đưa ra cách giải quyết, đứa nhỏ yếu đuối, bị tà ma xâm nhập không có gì lạ. Chỉ cần tháo ngọc cá xuống, tiểu thư nhỏ Hoắc gia sẽ rất nhanh mà khỏi hẳn. Ngoặc kép, tưởng tượng đến không cần phải mạo hiểm bắt quỷ, cả người Quý Lam Xuyên nhẹ nhàng rất nhiều. Thậm chí, nỗi buồn nhớ sư phụ cũng tan thành mây khói khi hoàn thành xong nhiệm vụ. Còn không chờ Quý Lam Xuyên nhẹ nhàng quá 3 giây, cậu liền nhìn thấy môi mỏng Tần Trinh khẽ nhếch lên, có thể tháo ra được hay không đã. Không tháo, chẳng nhẽ Tần gia cùng Hoắc gia có thâm cừu đại hận không muốn người khác biết. Trong phút chốc, vô số tình tiết cầu huyết hào môn nhảy ra trong đầu bạn nhỏ này. Nhưng bạn nhỏ đã tìm ra đáp án từ ánh mắt của Tần Trinh, khi hắn nhìn về phía Hoắc lão. Ngọc ca là Hoắc lão đưa, mặt vô biểu tình mà giải thích một câu, Tần Trinh nhìn qua vẫn cứ là dáng vẻ bất cận nhân tình như vậy. Quý Lam Xuyên không nhịn được mà cười trộm một chút, cậu phát giác thuộc tính ẩn giấu của Tần Tam gia thế nhưng là mạnh miệng. Không để cho Hoắc lão tự trách, lại khó như vậy sao? Cứ phải vòng một vòng lớn như vậy. Đưa ly không trong tay cho người phục vụ đi ngang qua, Quý Lam Xuyên làm ra vẻ do dự, biện pháp cũng không phải không có, nhưng cháu cần công đức kim quang của Tam gia để dùng. Dùng như thế nào? Một giọt máu, Tần Trinh một thân đại công đức, ngày thường đều ẩn tàng trong máu thịt. Quý Lam Xuyên muốn dẫn nó ra, hoặc là dẫn đối phương đến tòa đế vương lăng ở khu đất thành Tây, hoặc là chờ đối phương xuất. Khụ khụ, dừng lại ý nghĩ nguy hiểm phía sau. Quý Lam Xuyên tỏ vẻ tiết tháo của mình rất nghiêm túc. Cho nên, cậu đứng đắn sắc mặt, đánh bạo hỏi nam nhân xin một giọt máu. Tà khí cần phải có linh khí hóa giải, nhưng Hoắc Đoá Đoá đã không thích hợp dùng thủy cục phong thủy để đổi vận. Nếu muốn đêm nay giải quyết xong sự tình, cũng chỉ có thể dùng công đức kim quang trên người Tần Trinh mới được. Lặng lẽ kéo thiếu niên đến một góc không có người, Tần Trinh buông đối phương ra, cậu tốt nhất không được gạt tôi. Không lừa già dối trẻ. Cứ bôi lên là được, trộm ở trong lòng nói thầm một câu, Quý Lam Xuyên cười ấm áp như cừu nhỏ. Cậu rất tò mò Tần Trinh sẽ dùng phương thức gì để thương tổn chính mình. 3 phút sau, Tần Tam gia giơ tay trái nổi đầy gân xanh, tôi chỉ có súng. Vậy cháu sẽ đi tìm một con dao, không hề nghĩ ngợi mà nhìn về khu cơm tây cách đó không xa. Một giây sau, Quý Lam Xuyên cảm nhận được sát khí quanh thân nam nhân. Ở tiệc mừng thọ cầm dao đả thương người, cậu dám. Không dám không dám, ngài chính là ba ba. Lắc đầu như chống bỏi, Quý Lam Xuyên nhìn ngón trỏ có khớp xương rõ ràng của đối phương. Đột nhiên đầu óc nhanh trí, nếu không, cháu cắn ngài nhé. Chương 19 lời này vừa mới ra khỏi miệng, trái tim Quý Lam Xuyên như đông cứng lại. Theo tác phong thường ngày của Tần Tam gia, có 8 phần là cậu sẽ bị mắng ngập đầu. Tiểu thuyết máu cho hại chết người ta, ảo não mà nhắm mắt lại, thiếu niên nhanh chóng xin lỗi, thực xin lỗi. Cháu chỉ có thể, nửa câu sau liền chết từ trong trứng, Quý Lam Xuyên ngáo ngơ, đờ đẫn há miệng. Trong lòng có vô số làn đạn điên cuồng spam. Tổng tài ba ba, ngài làm sao vậy? Tổng tài ba ba, ngài tỉnh tỉnh a. Chuyện cắn ngón tay này, chẳng phải là tình thú giữa nhân vật chính công và thụ sao? Có lẽ cũng cảm thấy xấu hổ,
Tần Trinh giả vờ bình tĩnh hắng giọng, hiện tại liền muốn. Này này, ngài dùng từ kiểu gì thế hả? Sao câu chuyện càng ngày càng mờ ám vậy? Ở trong lòng phun tào điên cuồng, Quý Lam Xuyên thật vất vả mới tìm về biểu tình của mình. Sau đó, đại não chết máy, nói tiếp một câu, muộn, muộn một chút cũng được. Cách đó không xa, người phục vụ đang bưng khay chuẩn bị tiến lên phục vụ liền dừng bước chân, quay đầu đi, tỏ vẻ cái gì mình cũng không nghe rõ, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, tình nhân nhỏ của Tam gia lại nóng lòng như vậy. Thời gian kế tiếp, Quý Lam Xuyên như đi vào cõi thần tiên. Không biết Tần Trinh lén sử dụng thủ đoạn gì, cư nhiên bọn họ có thể mang đoá đoá về nhà. Nói một lửa sự thật, thấy trong mắt thiếu niên manh theo tò mò không giống giấu được, Tần Tam gia tâm tình sung sướng nói, Hoắc lão là người rất khôn khéo. Lời nói dối không bao giờ lừa được ông ấy. Thật thật giả giả hư hư thật thật, đây mới là lời nói dối đỉnh cao. Tần Trinh không đề cập tới chuyện Ngọc Hàm ẩn sát khí. Chỉ nói Hoắc đoá đoá bị tà ám quấy nhiễu, mà Quý Lam bên người hắn vừa lúc dành việc này. Đối với chuyện tà ám mặc dù ôm hoài nghi, nhưng dựa vào nhân phẩm của Tần Trinh, Hoắc lão vẫn là gật đầu đồng ý. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì ông cảm thấy Quý Lam Xuyên không tồi. Nếu đổi thành Bạch Thời Niên, Hoắc lão tám phần sẽ trực tiếp dùng quải trượng đánh Tần Trinh ra ngoài. Bởi vì Tần Tam gia không quen với việc trẻ con đến gần, cho nên hiện tại đoá đoá đang ngủ gật trong vòng tay của Quý Lam Xuyên. Vành mắt của cô nhóc 6 tuổi tràn đầy vết xanh nhạt, có lẽ là gần đây không nghỉ ngơi tốt. Cảm nhận được hơi thở bình thản xung quanh thiếu niên, Hoắc đoá đoá cọ cọ tiến vào vòng tay ấm áp kia, yếu ớt mà lẩm bẩm câu khó chịu. Một cô bé 5-6 tuổi, vốn nên là độ tuổi đáng yêu xinh xắn nhất. Nhưng nhìn bộ dạng của đứa trẻ có thể miễn cưỡng tính là cháu gái mình, Tần Trinh giấu đi dao động trong mắt. Hắn giơ tay ra hiệu cho tài xế ly khai khỏi Hoắc gia. Thấy tài xế đã kéo vách ngăn lên, Quý Lam Xuyên chậm rì rì mà từ trong túi lấy ra một con dao ăn, Tam gia. Con thỏ con này, thật đúng là dám cầm dao chĩa vào mình sao. Tức đến bật cười, Tần Trinh vừa định tìm lý do cự tuyệt, liền đụng phải ánh mắt mong đợi cùng thận trọng của thiếu niên. Thôi, coi như cho Hoắc lão một ân tình, nhất thời tìm ra một cái cớ mà đến mình cũng không tin tưởng mấy, Tần Trinh vươn tay trái, nhanh lên. Không nghĩ tới hôm nay đối phương lại dễ nói chuyện như vậy, Quý Lam Xuyên tức khắc xem nhẹ sự ghét bỏ cùng thúc giục trong lời nói của nam nhân. Cậu một tay ôm lấy Hoắc đoá đoá ý thức mơ hồ, một tay nắm lưỡi dao hướng về phía ngón tay của Tần Trinh. Đúng là một nhóc ngu ngốc, nhìn thấy ngón tay mảnh khảnh của người thiếu niên siết lưỡi dao, chỉ lộ ra một đầu mũi sắc bén nho nhỏ. Tần Trinh rất muốn nhắc nhở đối phương đừng ngu ngốc tự cắt tay mình, nhưng sợ mình vừa lên tiếng sẽ dọa đến đối phương. Vì thế, hắn ngồi im không nhúc nhích, cũng thời khắc quan sát thiếu niên, sợ chẳng may cậu bị nứt tay. Mình bị người khác đả thương lại đi lo lắng cho người đả thương mình, cảnh tượng này đúng là thực sự kỳ quái. Khi đầu ngón tay đau xót, mày Tần Trinh cũng chưa nhăn một cái. Hắn thấy thiếu niên đặt con dao ăn xuống, đồng thời còn ấn ngón tay đang chảy máu của hắn lên miếng ngọc hàm. Nói cũng thần kỳ, linh khí dưới sự chỉ dẫn âm thầm của Quý Lam Xuyên, làm máu tươi kia liền không hợp lẽ thường mà thấm vào miếng ngọc. Hắc khí đen kịt bay lên không trung, sau đó bị kim quang như lưới đánh cá dập tắt. Hết thảy phát sinh này, người thường không thể nhìn thấy. Ngay cả người cung cấp máu là Tần Trinh, cũng chỉ nhìn thấy cảnh máu của mình thấm vào miếng ngọc. Hoặc đoá đoá như có cảm giác mà ôm chặt lấy người thiếu niên. Khuôn mặt nhỏ vốn dĩ nhăn thành một đoàn, giờ cũng có vẻ dịu đi. Được rồi, việc kéo linh khí của người khác dệt thành võng, quả là một việc rất tốn tâm lực, chưa kể công đức kim quang của Tần Trinh lại bá đạo đến mức khó khống chế. Quý Lam Xuyên âm thầm niệm chú ngữ phong bế mắt trái, lúc này mới dám buông ngón tay ra, ngẩng đầu cười với nam nhân một cái. Ngón tay Tần Trinh vừa rời khỏi ngọc hàm, vết máu xung quanh cũng nhanh chóng tiêu tán, ngọc hàm hình cá cũng khôi phục nguyên trạng. Thoáng nhìn một tầng mồ hôi mỏng trên trán thiếu niên, trong lòng Tần Trinh vừa động, rất mệt. Còn tốt, nghe được hơi thở đều đều của Hoắc đoá đoá trong lòng ngực, Quý Lam Xuyên cũng rất kinh ngạc với loại máu kỳ diệu của Tần Trinh. Nếu như lấy lời của lão nhân ra, bản thân Tần Tam gia chính là hiệu quả lớn nhất trong mấy chuyện như thế này. Nha, đây chính là thịt đường tăng phiên bản người thật đó. Nhìn đôi mắt ẩm ướt lập tức sáng lên của thiếu niên, Tần Trinh cảm thấy sau lưng ớn lạnh không thể giải thích được, miệng vết thương này, như thế nào mà không ngừng chảy. Lấy máu ở móng vuốt lão hổ, Quý Lam Xuyên đương nhiên không dám dùng bao nhiêu lực. Nhưng cái miệng vết thương nho nhỏ kia dường như bị tiểu cầu quên đi,
máu cứ không ngừng chảy ra. Cháu, không dự đoán được tình huống như vậy, Quý Lam Xuyên nhất thời nghẹn lời. Mày kiếm Tần Trinh hơi trao lại, giọng điệu trầm thấp mà nguy hiểm hỏi lại cậu. Đậu má, cảm thấy chính mình trong giây tiếp theo sẽ bị đối phương vứt xác xuống sông. Không kịp nghĩ nhiều, Quý Lam Xuyên theo bản năng cúi đầu mà ngậm lấy ngón tay nam nhân. Nhưng khi cánh môi đụng tới ngón tay, cậu mới phản ứng lại, mình đây là có bao nhiêu ngu xuẩn. Nước bọt có thể tiêu độc cầm máu là không sai, nhưng người bị sắp bị cậu tiêu độc lại là Tần Trinh. Xét với tính cách ưa sạch sẽ của Tần Tam gia, nếu cậu dám nhả nước miếng lên tay đối phương, đảm bảo ngày mai cậu sẽ bị đá bay ra khỏi Tần gia. Tiến không được mà lùi cũng không xong, Quý Lam Xuyên chết máy tại chỗ. Hận không thể đem mình vùi vào khe đất mà trốn đi. Động tác ái muội như thế này thật giống một cái hôn, đôi môi đầy đặn thiếu niên ẩm ướt mềm mại. Tần Trinh vô thức mà vuốt ve một chút, đối phương lập tức rụt lại giống như con thỏ bị dọa sợ. Cháu tiêu độc cho ngài. Khi đến gần, Quý Lam Xuyên mới nhận ra, đối phương đổ máu không ngừng là do sát khí lưu lại, chỉ cần búng sát khí đi, miệng vết thương trên tay Tần Trinh tự nhiên sẽ đóng lại. Cho nên, rốt cuộc mình đang làm chuyện ngu xuẩn gì vậy trời. Ảo não mà mím môi, Quý Lam Xuyên phát hiện, Tần Trinh lúc nào cũng có thể làm loạn tiết tấu của mình. Người đàn ông không được miêu tả nhiều trong nguyên tắc này, tuyệt đối là ngoài ý muốn lớn nhất trong chuyện xuyên sách của cậu. Ý vị không rõ mà nhìn chằm chằm cánh môi nhiễm máu đỏ của thiếu niên, Tần Trinh nới nỏng cà vạt, khó có được hảo tâm mà chỉ tay về phía bên phải, hộp thuốc ở chỗ này. Gì, người này cư nhiên không có tức giận mắng mình tự ý cùng ở dơ sao. Khó hiểu chớp mắt một cái, Quý Lam Xuyên, tìm đường sống trong chỗ chết, vội vàng tìm hộp thuốc nhỏ. Động tác lần này của cậu cực kỳ quy củ, toàn bộ quá trình đều không có đụng tới đối phương dù chỉ một chút. Ái muội như có như không mà khuyết tán trong không khí. Rõ ràng ánh mắt hai người không có nhìn nhau, nhưng Quý Lam Xuyên vẫn là không được tự nhiên. Nhớ tới đến đồ mình mang theo trước khi đi ra ngoài, cậu lập tức từ trong túi lấy ra hai sợi dây đỏ tinh tế để rời đi sự chú ý. Tần Trinh thích thú nhìn ngón tay đan xen giữa những sợi dây màu đỏ, động tác này lộ ra vẻ mỹ lệ kỳ lạ. Hắn liền lên tiếng dò hỏi, đây là cái gì? Kim cương kết hạ, tập trung dẫn linh khí vào trong nút thắt. Nhịp tim của Quý Lam Xuyên cũng dần dần bình phục. Đây là biện pháp tốt nhất để trấn an tinh thần. Thực mau, cậu một lần nữa trở về lại là Quý Lam. Kim cương, cậu còn tu Phật. Đuôi lông mày hơi nhướng, Tần Trinh phát giác mình càng ngày càng không nhìn thấu thiếu niên trước mắt này. Tuy những tư liệu mà Triệu Trác gửi đều không lộ sơ hở, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không quá thích hợp. Không có chút hứng thú đi tu, Quý Lam Xuyên lắc đầu liên tục, chỉ là mượn tên tuổi thôi ạ. Tuy nói kim cương có duyên với thần Phật, nhưng công năng của nó không có ở trên dây. Chỉ khi người làm ra, dẫn linh khí vào kết nội, nó mới có tác dụng phù hộ bình an. Nếu không, tại sao người đời lại phải cung phụng hương khói cầu cao tăng, khai quang? Bị lời nói của thiếu niên gợi lên hứng thú, Tần Trinh đối với cái thế giới mới kia rất tò mò, cậu mang theo xương sớm sao? Ngón tay thắt nút dừng lại, Quý Lam Xuyên sừng sốt nửa giây mới nhận ra đối phương có ý gì. Tần Trinh luôn cho người ta cảm giác là người trưởng thành, lãnh đạm. Ngoài trừ công việc thì đều thờ ơ, Quý Lam Xuyên cũng không nghĩ tới, đối phương còn có một mặt tuổi trẻ như vậy. Bất quá, cậu phải từ chối ông chủ một cách tàn nhẫn, nút thắt không thể ngắt quá lâu. Chú Linh lại muốn lợi dụng mắt âm dương để xe chỉ luôn kim. Trước mắt, không có thực lực bảo vệ, cậu chỉ có mắt trái cậu quái này, cho nên tuyệt đối không thể để người ngoài phát hiện. Thực xin lỗi. Thiếu niên rũ đầu xin lỗi, giọng nói cũng mềm mại hẳn đi. Nguyên chủ vừa mới 20, ủy khuất sợ hãi giống như một tiểu khả ái vô tội. Tần Trinh nhớ tới tuổi tác của đối phương, tự nhiên cảm thấy mình giống như là một con sói lớn đi bắt nạt thỏ con. Khịt mũi một cái, Tần Trinh nhìn chằm chằm vòng xoáy nhỏ trên đầu thiếu niên, cậu rất sợ tôi. Không phải nghi vấn mà là khẳng định, hoặc đoá đoá đã được giải trừ tà khí, đang chìm vào giấc ngủ say. Hồn nhiên không cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trong xe. Cũng không có gì phải sợ, hành tàu giang hồ nhiều năm như vậy, yêu ma quỷ quái gì mà tiểu gia ta chưa gặp qua. Nhận thấy trên người nam không có sát khí, Quý Lam Xuyên rũ mắt xuống, an tâm thắt nút tiếp. Một bên phun tào một bên nương nhờ tên tuổi nhát gan để gạt đối phương qua một bên. Thì ra là thế, chẳng trách hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Dùng bàn tay to nắm cằm thiếu niên,
Tần Trinh nâng khuôn mắt nhỏ của đối phương hướng về phía mình, khi muốn vận dụng linh khí thì cúi đầu. Rốt cuộc trên mặt cậu ẩn giấu cái bí mật gì? Má nó, khó thế mà cũng nghĩ ra được. Không ngờ tâm tư nam nhân này kín đáo đến thế. Quý Lam Xuyên bất ngờ bị giết không kịp trở tay, nhanh chóng hoàn thành nút thắt cuối cùng. Rồi sau đó nghìn cân treo sợi tóc mà phong bế hai mắt của mình lại. Bí mật, mê man mà rung rung lông mi, hai mắt thiếu niên trong veo sáng ngời như nai tơ. Ngũ quan của cậu trước sau như một mà xinh đẹp câu nhân, chỉ có đôi môi nhuốm một vệt máu khô. Ừng ục, hầu kết không chịu khống chế mà di chuyển, Tần Trinh mê muội mà muốn cúi đầu xuống. Hoặc Đoá Đoá bị đánh thức, liền tò mò nhìn về phía hai người. Hôn hôn, chương 20. Hoặc Đoá Đoá rõ ràng là biết Tần Trinh, cho nên ngủ một giấc dậy, không thấy người thân bên người cũng không kêu khóc. Bị con ngươi sạch sẽ của một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm, Tần Trinh lập tức buông lỏng cằm thiếu niên ra. Đem đôi mắt như nho đen của mình mà đảo qua đảo lại giữa hai người, Hoặc Đoá Đoá khôi phục chút tinh thần, liền ngồi thẳng thân thể giống như người lớn nhỏ, Tần thúc thúc, buổi tối tốt lành. Dứt lờ, cô nhóc lại mang vẻ mặt tò mò mà nhìn về thiếu niên xinh đẹp đang ôm mình, em là Hoắc Đoá Đoá. Còn anh tên là gì nha? Giọng nói của cô nhóc mang theo mùi sữa, chỉ nghe một chút là tâm mềm nhũn ra. Quý Lam Xuyên đem tay vuốt lại hai bím tóc bị rối loạn lúc ngủ, anh tên là Quý Lam, hiện tại Đoá Đoá còn khó chịu không? Có chút buồn ngủ à? Che miệng ngáp nhỏ một cái, Hoắc Đoá Đoá nghiêm túc tự hỏi một giây, hình như là trong lòng không còn thỏ con nữa. Nghe được sự so sánh của trẻ con, Quý Lam Xuyên không khỏi cong cong mắt. Tình trạng mất ngủ cùng tim đập nhanh đều có giảm bớt. Chỉ cần hào hào điều dưỡng vài ngày, thân thể của cô nhóc này hoàn toàn khỏi hẳn. Lừa gạt dùng kim cương kết để đổi lấy sợi dây đỏ trên ngọc cá, Quý Lam Xuyên giờ khóc giờ cười mà nhận lấy hai khối kẹo sữa làm đáp lễ. Cùng xuất thân hào môn, Hoắc Đoá Đoá so với Bạch Thời Niên càng có gia giáo hơn. Ngay cả Tần Trinh vốn vô cảm với trẻ con, nhưng ở trước mặt nhóc con này cũng không thể làm mặt lạnh. Sau khi ông chủ ra chỉ thị, chú tài xế quay đầu xe, giẫm ga chạy thẳng đến Hoắc gia. Hoắc lão rõ ràng rất lo lắng cho cháu gái, cho nên đã đứng trước cửa nhà ngóng trông. Ông nội, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Hoắc Đoá Đoá nhào ôm lấy người không rời. Tuy gương mặt vẫn tiều tụy, nhưng người tinh mắt đầu có thể nhận thấy tinh thần của cô nhóc tốt hơn rất nhiều. Ngoan ngoan ngoan. Chú ý tới sợi dây đỏ của ngọc cá đã đổi, Hoắc lão không nói gì thêm. Chỉ là đưa cháu gái cho người đàn ông bên cạnh, "Tiểu Tam, con mang Đoá Đoá về phòng đi." Ôm lấy con gái của mình, nam nhân bị gọi là Tiểu Tam, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn gật gật đầu với Tần Trinh, ngay sau đó cầm tay nhỏ của Đoá Đoá quơ quơ, "Ngoan, nói tạm biệt với Tần thúc thúc." "Tạm biệt Tần thúc thúc, thay cháu nói lời tạm biệt với quý ca ca nha." Ngoan ngoãn mà phất tay tạm biệt, Hoắc Đoá Đoá lập tức quay đầu, ghé vào đầu vai của ba ba mình, nhỏ giọng nói thầm, "Tần thúc thúc muốn cưới vợ sao? Vừa nãy con mới thấy thúc ấy cùng quý ca ca hôn hôn." Chọc chọc cằm lão ba, Hoắc Đoá Đoá vắt hết óc mà tái hiện lại hiện trường, chính là ở trong tivi diễn như thế này này. Nói nhỏ chút đi tổ tông, ôm Đoá Đoá trở về phòng, Hoắc Văn Ngạn cũng thật hết cách với tiểu quỷ nhà mình. Hôm nay hắn có việc rất gấp, không thể đến tiệc mừng thọ được. Tự nhiên cũng sẽ không biết quý ca ca là người nào. Bất quá tòa băng sơn Tần Trinh kia cũng sẽ hôn hôn sao? Bị hình ảnh mà mình bổ não dọa cho hoảng sợ. Thôi thôi, vẫn là không nên nghĩ nữa. Hoắc Văn Ngạn ôm con gái lên lầu, bên dưới chỉ còn Hoắc lão gia cùng Tần Trinh. Không có hứng thú với bí mật hào môn, Quý Lam Xuyên lưu lại trong xe mà nhẹ nhàng đánh cái hắt xì. Chú tài xế rất có ánh mắt, lập tức tăng nhiệt độ trong xe lên một chút. Lấy chiếc chăn nhỏ mà chuẩn bị cho Hoắc Đoá Đoá lúc trước, đắp lên người, thiếu niên tinh thần kiệt quệ nhanh chóng nhắm mắt lại. Thậm chí lúc Tần Trinh lên xe lần nữa, cậu cũng không hay biết gì. Sau khi xe về đến Tần gia, Quý Lam Xuyên đã đem tây trang cọ đến hỗn độn bất kham. Cậu mơ mơ màng màng mà đi theo sau Tần Trinh. Bạch Thời Niên không có can đảm mà nói chuyện đêm nay nói ra ngoài, cho nên Tần Tử Hành cũng không có cơ hội tới, bắt gian. Tắm rửa qua loa một chút, Quý Lam Xuyên nhào lên giường ngủ một cách ngọt ngào. Ngược lại là Tần Trinh cách mấy bức tường, một tia buồn ngủ cũng không xuất hiện. Ánh đèn phòng tắm vẫn sáng, vòi nước lạnh chảy ào ào. Tần Trinh mặt vô biểu tình mà rửa tay hết lần này đến lần khác, nhưng vô luận thế nào cũng không thể quên được xúc cảm khi chạm vào môi thiếu niên. Nếu không có Hoắc Đoá Đoá ngắt lời, nói không chừng, hắn thật sự cúi xuống hôn đối phương một cái.
tâm phiền ý loạn mà nhắm mắt, Tần Tam ra giữa đêm khuya làm bạn với nước lạnh. Hắn cảm thấy, thiếu niên kia gợi lên dục niệm của hắn rất nhiều lần. Rõ ràng lúc trước không có cảm giác như vậy. Một tay đem vòi nước tắt đi, thoáng chốc đầu Tần Trinh đau như muốn nứt ra. Theo tuổi tác càng lớn, chứng đau đầu từ trong bụng mẹ cũng càng thêm nghiêm trọng. Một khi đại não dùng quá độ hoặc tâm tình không thoải mái, nó liền như bị búa giáng vào đầu. Từ sau khi lên làm gia chủ Tần gia, hắn muốn suốt đêm ngủ ngon là một giấc mộng xa vời. Nghĩ tới việc mình bị mất ngủ cùng sự ngủ say của thiếu niên, cũng như giai điệu khiến khách nhân trong bữa tiệc sinh nhật kinh ngạc. Tần Trinh cầm lấy khăn lông lau mặt, mặc áo ngủ vào rồi hùng hổ mà đi ra khỏi nhà tắm. Vì thế, Quý Lam Xuyên đang đánh cờ với Chu Công được một nửa, liền bị tiếng đập cửa liên tiếp làm bừng tỉnh. Ai 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 mà như đòi mạng vậy? Chẳng lẽ Bạch Thời Niên nửa đêm đi tìm Tần Tử Hành mách lèo? Tùy tay buộc lại áo ngủ màu đỏ rượu trên người, Quý Lam Xuyên không tình nguyện mà bò dậy mở cửa. Sau đó, cậu bị nam nhân có sắc mặt đen thui đứng trước cửa làm cho giật mình. Tam, Tam gia, nghi ngờ mình còn chưa tỉnh ngủ, Quý Lam Xuyên khó hiểu dụi dụi mắt, đã muộn như vậy, sao ngài còn chưa ngủ? Cổ áo rộng mở, dây lưng lỏng lẻo, bộ dáng lúc này của thanh niên giống y như đêm hôm đó ở trong phòng bếp. Hơn nữa, cậu vội vã mở cửa nên không có đi dép, một đôi chân trắng nõn mà xinh xắn cứ như vậy đạp trên mặt đất. Tầm mắt đảo nhanh qua mắt cá chân như ngọc của thiếu niên, Tần Trinh chỉ cảm thấy ngọn lửa nhỏ trong lòng càng thêm bùng cháy. Sự thanh thuần cùng gợi cảm trộn lẫn vào với nhau, quả thực giống như là sự câu dẫn chí mạng đối với nam nhân. Mạnh mẽ đem ánh mắt rời đi, Tần Trinh ném một bó hoa hồng trắng vào trong lồng ngực đối phương, thổi cho tôi nghe. Nếu biểu tượng cảm xúc cũng phổ biến trên thế giới này, khẳng định Quý Lam Xuyên sẽ giống như anh da đen treo đầy dấu hỏi chấm trên mặt. Đây rõ ràng là hoa hồng trắng mà Trương Mụ cắm ở bình. Cậu muốn nói rồi lại thôi, nhất thời không thể hiểu nổi loại hành vi thiểu năng trí tuệ nửa đêm này của Tần Trinh. Nửa đêm muốn nghe nhạc, đây coi cậu giống như là thanh lâu thời cổ sao. Vừa định uyển chuyển mà cự tuyệt, Quý Lam Xuyên liền chú ý tới mày đối phương nhíu chặt. Cậu bình thường không dám nhìn chăm chú vào Tần Trinh, thế cho nên tới bây giờ, Quý Lam Xuyên mới phát hiện Tần Tam gia hình như không thể chê vào đâu được, tuy vành mắt có hai mặt xanh đen không dễ phát hiện. Màu xanh đen kia không liên quan gì đến khí vận, hoàn toàn là phản ứng thế chất đối với sự khó chịu của thân thể. Trong lòng Quý Lam Xuyên mềm nhũn, chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp với đối phương, Tam gia muốn nghe cái gì. Tùy tiện, ngài là ông chủ, ngài là ba ba, ngài là bệnh nhân. Điên cuồng áp xuống xúc động muốn đánh người, thiếu niên nặn ra một nụ cười tươi, thế Tam gia muốn nghe ở đâu. Tốt xấu gì thì chúng ta vẫn mang cái danh ba chồng cùng con dâu, ngài như thế nào mà nửa đêm đến phòng con dâu chứ. Ý tứ tị hiềm trong lời này không thể rõ ràng hơn. Quý Lam Xuyên tin tưởng người thông minh như Tần Trinh nhất định có thể hiểu được. Môi mỏng của nam nhân khẽ mở, mặt không đổi sắc mà ra lệnh đến phòng tôi. Này, này cũng quá kích thích đi. Một hơi không hòa hoãn lại, Quý Lam Xuyên lập tức bị sặc đến ho khan một trận. Không cần cả ngày suy nghĩ tinh, mặc tốt, đi dép rồi đi theo. Nhìn hai má của thiếu niên lập tức đỏ lên, trên mặt Tần Trinh đứng đắn, mà trong lòng lại vui sướng khó giải thích. Nhưng nhớ tới đối phương có khả năng, sớm đã cùng Tần Tử Hành từng tiếp xúc thân mật, sắc mặt của hắn rất nhanh mà trầm xuống. Cơn đau đầu như bị kim châm làm đặc tính, hỉ nộ vô thường của Tần Trinh càng lớn hơn. Quý Lam Xuyên chậm gì gì đi theo sau đối phương, giống như một con ốc nhỏ không thể trốn tránh được hiện thực. Cho dù biết Tần Trinh là người nghiêm túc đứng đắn, nhưng Quý Lam Xuyên vẫn là theo bản năng ngửi được một khí vị nguy hiểm trên người nam nhân. Đem cửa phòng đẩy ra, Tần Trinh thuận thế duỗi tay cản lại, cậu không được đi vào. Quý não bộ bị đơ, Lam Xuyên, đây là có chuyện gì? Tại sao cậu càng ngày càng không hiểu được diễn biến của cốt truyện nữa trời? Cứ như vậy, trước vẻ mặt ngây ngốc của Quý Lam Xuyên, nam nhân ném cái thảm lông có chất lượng thượng thừa ra. Sau đó, đoan đoan chính chính mà nằm thẳng lên chiếc giường lớn màu đen ở giữa phòng. Làm phiền, thổi đến khi tôi ngủ mới thôi. Một giọng nói trầm thấp vang lên, rồi truyền ra qua cánh cửa đang mở. Quý Lam Xuyên cực kỳ muốn cầm hoa hồng trong tay rồi ném thẳng vào mặt hắn ta. Nhưng sau cơn tức giận, sự lịch sự cùng mệt mỏi trong giọng nói của nam nhân đã làm cậu bình tĩnh lại. Tựa hồ mỗi khi đêm khuya tới, tính tình của Tần Trinh sẽ trở nên rất kém. Nguyên tác chỉ nói Tần Tam gia không thích lưu người vào ban đêm, lại không có nói vì cái gì mà đối phương tạo thành thói quen như vậy.
Mỗi đêm người khác đều ngủ say, còn Tần Trinh lại suy nghĩ cái gì trong đầu. Thầm mắng chính mình thánh mẫu đến mức, cư nhiên vì một, bạo quân, có khí vận nghịch thiên mà đi nhọc lòng. Quý Lam Xuyên vẫn là ôm bó hoa hồng ngồi xuống thảm lông. Thật kỳ quái, nếu người trong phòng đổi thành Tần Tử Hành, cậu tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn mà đi vào khuôn khổ như vậy. Quy hết thảy vào sự tò mò về quá khứ của Tần Trinh, Quý Lam Xuyên hái một cái lá đặt ở bên môi. Thổi giai điệu gì cũng không quan trọng, chỉ cần có thể dẫn động linh khí tụ tập, tự nhiên trong thân người đó sẽ cảm thấy thư thái toàn phần. Dãy dục, thở dốc, đoạt lấy, dưới sự gột rửa của linh lực thuần túy, cảnh giấc mơ của Tần Trinh vô cùng hỗn loạn. Tiếng nức nở ngọt ngào của thiếu niên khẽ vang lên bên tai, hắn đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại, rồi nhìn thấy dưới thân là một mảnh hỗn độn. Lần thứ hai, không giống như lần trước có lệ qua đi. Lần này, Tần Trinh biết nhìn rõ mặt người trong mộng là ai. Giai điệu đã dừng lại, thiếu niên đang ghé ở cạnh cửa ngủ ngon lành. Tần Trinh vội vàng đi vào phòng tắm vặn vòi hoa sen. Liên tiếp mất khống chế, Tần Trinh thật sự vô pháp đối với loại chuyện cảm thấy vui mừng này. Sự tự chủ vượt xa người thường, chính là nền tảng để hắn có thể đi hết con đường ngày hôm nay. Mà bây giờ, nó đã thua hoàn toàn dưới tay người thiếu niên này. Đây không giống như là chuyện của Tần Tam gia nên làm. Nhưng hắn lại không có cách nào khắc chế được, mỗi miểu tình trong mộng của thiếu, đều làm hắn muốn tận mắt nhìn thấy ở hiện thực. Ánh trăng chiếu sáng, vẻ mặt của Quý Lam Xuyên an ổn dưới sự vây quanh của kim linh khí, phảng phất như là mình đang ngủ ở trong căn hộ khiến cậu yên tâm nhất. Lặng yên không tiếng động đi đến cạnh cửa, nam nhân mặc áo choàng tắm tràn đầy hơi nước, hơi hơi khom lưng, sắc ám trong mắt càng lúc thâm trầm. Trước khi tôi hoàn toàn mất khống chế, lại cho em một cơ hội cuối cùng để trốn thoát. Hết chương like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.